Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 76, Sơn Miêu và Giản Tùng Cống cử là một sự kiện lớn của Triều Lương, tin tức từ trường thi thu lan truyền khắp thịnh kinh như cơn gió lốc. Khắp con phố Tây, các tiểu thương đều đổ ra khỏi cửa hàng, làm cho con phố vốn đã không rộng càng trở nên chật trội. Nghe nói chưa, học sinh chết trong phòng thi ở cống viện chính là mô tú tài của hành cá Tây Phú. Đây là tin đồn từ đâu? Có tài bình thường sống chan hòa với mọi người, lại trung thực, ngoài việc học và buôn bán cá, chẳng bao giờ dính líu đến chuyện khác. Ai mà có thủ oán với cậu ấy được, chắc là nghe nhầm rồi. Đây là lời của bà Tống nhiệt tình nói. Bà quả phụ tôn, người luôn biết tin tức, đang cầm giỏ rau đi qua, thấy vậy liền tiến lại gần hơn một chút, tôi vừa từ cống viện về, không phải tú tài bị người khác đầu độc, mà là tự mình uống thuốc độc mà chết. Tự mình uống độc, mọi người nhìn bà, tự dưng, tại sao lại tự uống độc? Bà quả phụ tôn định trả lời, thì từ đầu phố vang lên tiếng kêu ai oán, có tài ơi. Mọi người nhìn về phía trước, thấy một ông lão gầy gò, mặt mày hốc hác, dâu tóc bạc phơ, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả vạt áo. Có người nhận ra đó là ông già Tuyên ở miếu, liền hỏi: "Ông già Tuyên, không phải ông cũng thi năm nay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở cống viện?" Nghe đến đó, ông già Tuyên lại nước mắt lã chã, ho khan thở dài: "Có tài bị những người đó ép." Mọi người xúm lại, díu dít hỏi thăm, người thì xa dần, như biến thành những chữ mực dày đặc trên bài thi, xoay quanh ông, làm ông nhớ lại cảnh tượng trong cống viện người của binh Mã Ti đã bắt đi 12 người thay thi, Thái Y cũng tìm thấy gói giấy đựng độc dược của Ngô Tú Tài trong giỏ thi, chỉ vậy thôi, chưa đủ để chứng minh Ngô Tú Tài là tự tử. Điều thực sự xác thực là sự thật tự tử của Ngô Tú Tài chính là bài thi cuối cùng của anh ta. Ngô Tú Tài đã phá cửa sổ phòng thi trước khi vòng thi cuối cùng kết thúc, cho dù là do tình thế khẩn cấp, kết quả thi thu năm nay của anh cũng không được tính mấy vị quan coi thi của lễ bộ bị người của hình ngục ti dẫn đi thẩm vấn, vì học sĩ của Viện Hàn Lâm đã lấy đi bài thi của Ngô Tú Tài. Khi đó, những thi sinh khác vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi vì có người chết trong cống viện và sự phẫn nộ vì gian lận thi cử. Ông già tuyên lại thấy vị học sĩ nhìn chằm chằm vào bài thi của Ngô Tú Tài, thần sắc có chút kỳ lạ. Ông với Ngô Tú Tài cùng thi năm nay, cảm thương cho số phận của Ngô Tú Tài nên mặt dày đến gần vị học sĩ, muốn xem bài thi cuối cùng của ngô tú tài viết gì. Ông đã thấy, bị ai thay cho người nho sinh, chăm chỉ học hành không mệt mỏi. Đọc sách đến mở mắt, cầm bút đến chai tay. Ông già tuyên nước mắt lưng chồng, ngẩng đầu kêu lên, nếu không phải những quan coi thi và thí sinh cấu kết, giữa ban ngày ban mặt gian lận thi cử, có tài làm sao lỡ dở hơn 10 năm trời, không tên không tuổi anh ấy biết gian lận thi cử hoành hành, người nghèo khó không thể lay chuyển được quan lớn, phải lấy cái chết để tỏ rõ, dùng cái chết của mình để kéo người ta điều tra trường thi. Sơn Miêu và Giản Tùng, địa thế theo cao thấp, địa thế theo cao thấp à? Ông kêu gào thê lương, trong lòng cũng dấy lên một nỗi uất hận vì đồng loại bị thương. Ngô Tú Tải lấy cái chết để phơi bày sự đen tối của trường thi, 12 người thay thi bị bắt đi quan coi thi bị bắt bị thẩm vấn, nhưng Ngô Tú Tài mất một mạng. Thậm chí trong 12 năm qua, có thể anh ta đã đạt bảng vàng, làm dạng danh gia đình, để mẹ mình thấy được sự thành đạt của mình, nhưng khả năng này bị người ta bóp chết. Ông già cũng vậy, cả đời theo đuổi công danh, cuối cùng phát hiện ra sự cố gắng của mình chỉ là vô ích. Điều khó chịu nhất trên đời này không phải là không đạt được, mà là có thể đạt được, nhưng lại mất đi không công bằng cơn giận trong lòng lão nho chưa nguôi thì từ cuối phố lại có cậu bé giúp việc nhà thợ may tôn vội vã chạy đến vừa chạy vừa kêu lên không hay rồi không hay rồi các bác các gì nhà anh ngô đại ca ở hành cá có rất nhiều quan binh đến đang lục soát khắp nơi hình như muốn buộc tội anh ngô đại ca buộc tội bà tống nghi ngờ nói có tài đã chết rồi buộc tội gì nói là nói là anh ngô đại ca uống độc trong phòng thi là hành vi gây dối trường thi làm lay động lòng người hiện giờ đang lục soát nhà anh ngô xem có thân thích nào không để bắt theo thân thích ngô tú tài chỉ có mỗi mẹ đã qua đời tháng trước anh đơn thân độc mã làm gì có thân thích nào ý định bắt người liên lụy của quan binh lần này e là phải thất vọng rồi nhưng gây dối trường thi làm lay động lòng người xung quanh dần yên tĩnh. Một lát sau, trong đám đông không biết ai lên tiếng, rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Hừ, thật là mạng người còn rẻ hơn cỏ. Về việc mạng người có thực sự rẻ hơn cỏ không, lúc này hồ viên ngoại đang lý luận với người ta. Trong căn nhà tranh mục nát của hành cá, một đám nho sinh chen trúc ở cửa, đối đầu với quan binh mang đao. Người của hình mục ti sau vụ án ở cống viện, nhanh chóng chiếm lĩnh nhà của Ngô Tú Tài. Những tấm màn trắng trong nhà mấy hôm trước còn chưa gỡ hết, đèn lồng trắng bị quan binh thô bạo kéo xuống, trong ngoài một mảnh hỗn độn, càng làm cho căn nhà vô chủ thêm hoang vắng thê lương. Hồ viên ngoại giận đến đỏ mặt, giang tay chắn cửa, không cho quan binh đi, các người thật quá đáng. Ngô Tú Tài đã chết, uống độc tự tử trong phòng thi ở cống viện, vì phát hiện sau 10 năm nỗ lực, trong trường thi lại có một loại thang trời mà người nghèo không nhìn thấy. Chán nản tuyệt vọng nên uống độc tự vẫn, không biết vì sao trong trường thi lại lan truyền tin có người hạ độc, nhưng trong bài thi cuối cùng của anh đã đưa ra câu trả lời. Người nghèo đã bị ức hiếp đến mức này, thậm chí mất mạng, nhưng trong mắt những vị quan cao cao tại thượng, không thấy nỗi khổ của dân chúng, chỉ thấy gây rối, làm loạn trường thi, thậm chí sau khi chết cũng không được yên, nơi ở trước khi chết còn bị đối xử như vậy nếu không phải ngô đại thầm đã qua đời, chẳng phải người mẹ già bệnh nặng của anh cũng bị liên lụy. Mỗi bước chân của quan binh trong căn nhà tranh đều như dẫm lên tim người dân. Hồ viên ngoại tuy ngày thường câu nể, nhưng luôn tốt bụng, lại là bạn cũ của ngô tú tài. Thấy ngô tú tài rơi vào cảnh ngộ như vậy, vốn đã đau buồn thay anh. Giờ càng giận dữ, dẫn theo một đám nho sinh đứng trước cửa nhà ngô tú tài, đòi công lý cho ngô tú tài. Quan binh nhìn một đám nho sinh, ánh mắt khinh thường, tránh ra, còn gây rối quan phủ làm việc, coi chừng bắt các ngươi luôn. Không tránh, quan binh hết kiên nhẫn, đẩy mạnh nho sinh trước mặt, nho sinh đó người gầy yếu, bị đẩy mạnh, liền ngã xuống đất. Nếu là ngày thường, đám dân chúng không muốn đối đầu với quan binh, nhưng có lẽ vì căn nhà tranh quá mục nát, những tấm màn trắng quá trói mắt, hay có lẽ vì đám nho sinh tụ lại, tinh thần chính nghĩa và sự kích động tụ lại càng mạnh mẽ, hồ viên ngoại máu nóng dồn lên não, trong khoảnh khắc quên mất phải giữ mình, lao vào quan binh trước mặt. Các người quá đáng, ta liều mạng với các ngươi. Hồ viên ngoại dẫn đám nho sinh đánh nhau với quan binh ở miếu, tin này truyền đến y quán nhân tâm, đỗ trường khanh cũng giật mình. Lão hồ đánh nhau, cái thân giả đó, mắng người thì được, sao lại có thể đánh nhau? Là thật. A à, thành nhếch môi, cả đám người phố Tây đều đến giúp, giờ loạn cả lên. Lúc đầu chỉ là đám nho sinh vì chuyện của Mô Tú Tài mà tranh cãi với quan binh. Những quan binh đó hành sự ngang ngược, lời nói đầy khinh bỉ đối với dân chúng, khiến những người hàng xóm đến giúp cũng phẫn nộ, không biết sao lại đánh nhau với quan binh. Đừng nhìn những người phố Tây này không nổi bật, khi đánh nhau lại rất lợi hại, không để quan binh được yên. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, e là không tránh khỏi một trận đòn a thành hỏi chủ nhân chúng ta có nên đi giúp không đỗ trường khanh không nói gì nhìn về phía lục đồng đang ở quầy thuốc hạ vinh vinh cùng tỷ nữ ra ngoài rồi lục đồng đang kiểm tra thuốc mới nhập y quán vào mùa thu không còn nóng như trước vẻ yên tĩnh của cô làm cho xung quanh thêm lạnh lẽo đỗ trường khanh bảo a thành ra cửa quét dọn bước nhanh đến gần lục đồng nhìn cô nói nhỏ chuyện của ngô tú tài là cô làm phải không lục đồng khượng lại ngẩng đầu nhìn anh anh hạ giọng trong mắt không giấu được sự lo lắng hôm đó cô đến nhà anh ta đưa tiền viếng ở lại rất lâu anh ta tự tử bằng độc dược là cô đưa cho anh ta thuốc độc lục đồng lặng lẽ nhìn anh lâu sau nhẹ nhàng gật đầu đỗ trường khanh bề ngoài có vẻ lơ đễnh nhưng lại rất tinh tế và sắc sảo trong những chi tiết nhỏ anh ta điên rồi, cô cũng điên rồi. Đỗ Trường Khanh không kiềm chế được nâng cao giọng, sợ A Thành nghe thấy, lại cúi xuống, nghiến răng nhìn Lục Đồng, anh ta xin cô thuốc độc, cô liền cho, cô tưởng mình đang giúp anh ta, thực ra là tự kéo mình vào rắc rối. Lục Đồng ngây ra, Đỗ Trường Khanh lại nghĩ là Ngô Tú Tài chủ động xin thuốc độc từ cô. Đúng rồi, trong mắt Đỗ Trường Khanh, vô duyên vô cớ, cô không có lý do gì để thúc đẩy ngô tú tài tự tử ngô tú tài cũng vậy đỗ trường khanh liếm môi giận không nói nên lời sao lại nghĩ đến chuyện tự tử trong phòng thi vô lý dù có tuyệt vọng đến đâu cũng không đến mức bỏ mạng lục đồng ánh mắt dao động nhẹ giọng nói người nghèo không có gì cả đến lúc sắp chết chỉ còn lại một chữ chán người giàu có có đủ mọi thứ đến lúc sắp chết mang theo một chữ tham bỏ được chữ chán như chút được gánh nặng mang theo chữ tham như đeo gông cùm đỗ trường khanh bực bội đừng nói mấy câu văn chương nghe không hiểu cô ngừng một lúc rồi nói người nghèo không có gì chỉ có một mạng sống nếu sống mà không có công bằng thì liều một mạng kéo vài người xuống cũng đáng đối với ngô tú tài chết như vậy là một sự giải thoát thật sao đỗ trường khanh nghi ngờ ngô tú tài nghĩ vậy sao lục đồng cười nhẹ ngô tú tài tất nhiên là nghĩ như vậy vì cô cũng nghĩ như vậy đỗ trường khanh xua tay tôi chỉ biết là sống tốt hơn chết thôi không nói nữa người cũng đã chết rồi nói gì cũng vô ích giờ chuyện đã lớn nếu điều tra đến cô thì sao anh ôm đầu dù chỉ là cho thuốc độc nhưng cống cử làm ra chuyện lớn thế này người bị thiệt hại không khỏi tìm người chút giận ngô tú tài đã chết nếu điều tra đến cô, cô sẽ gặp rắc rối. Chúng ta giờ cùng làm chủ, tôi còn trông cô làm ăn phát đạt, nếu cô giữa chừng vào ngục, tôi biết khóc với ai? Lục đại phu, anh vỗ bàn, nghiêm túc, như sắp hợp tác làm ăn lớn, chúng ta phải nghĩ trước một đối sách. Lục Đồng ngạc nhiên, cô không ngờ đến lúc này, Đỗ Trường Khanh vẫn coi họ là một phe, còn lo lắng cho tương lai của cô, không nói gì. Đang yên lặng, bức màn nhung bị vén lên mặt của ngân tranh ló ra từ phía sau nhòm vào hai người tôi có một ý tưởng có muốn nghe không đỗ trưởng khanh trừng mắt ngân tranh vội vàng giải thích tôi không cố ý nghe lén chỉ tình cờ đứng đây nghe thấy thôi đỗ trưởng khanh theo bản năng nhìn lục đồng một cái thấy cô không có phản ứng gì liền hừ một tiếng nói đi cô có ý tưởng gì hay ho ngân tranh bước vào cũng tiến gần họ nhìn từ xa ba người như một bó sợi không thể tách rời, Ngân Tranh nói, giờ quan binh và đám nho sinh đang đánh nhau, không phải gió đông áp đảo gió Tây, thì là gió Tây áp đảo gió đông. Nếu để họ nắm được đầu mối, thực sự buộc tội mô tú tài, không chừng còn liên lụy đến cô. Chi bằng chúng ta hành động trước. Hành động trước. Ngân tranh vuốt tóc mai, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên vẻ láo lỉnh, những quan lớn đó dám làm mưa làm gió chẳng qua là dựa vào chiếc áo quan. Nếu lột chiếc áo đó, cũng chẳng còn gì đáng sợ. Đỗ Trường Khanh cười nhạt, cô nghĩ là lột vỏ tôm sao? Ngân tranh không để ý anh, tự nói, ông già tuyên chẳng phải nói ngô tú tài vì chuyện thay thi mà tuyệt vọng tự tử sao? Trước khi chết còn làm thơ trên bài thi, thịnh kinh có bao nhiêu nho sinh, không thể tất cả đều là công tử nhà giàu chứ. Học sinh nhà dân thường thấy vậy, không khỏi động lòng lòng người đều bằng xương thịt những quan binh đó làm chuyện xấu chúng ta cứ làm to chuyện lên khiến họ hoảng sợ cũng coi như thay ngô tú tài chốt giận khi nói điều này giọng điệu cô kiên quyết không còn thấy sự cẩn trọng thường ngày kỹ càng nhìn lại dường như còn ẩn chứa một chút mong chờ lục đồng nghĩ có lẽ do ở bên mình quá lâu ngân tranh giờ cũng vậy miệng thì nói sở thực ra lại rất thích cảm giác sắp đặt trong bóng tối mang lại sự kích thích bất ngờ đỗ trường khanh vốt cảm suy nghĩ một chút khiêm tốn hỏi xin hỏi làm thế nào để làm to chuyện chuyện này đơn giản ngân tranh nhìn anh người ta thường nói trên đời có bốn loại người không thể đục đến tăng đạo du phương ăn mày nhàn tản nha bà đỗ trưởng quỹ có nhiều bạn nhàn tản gọi một tiếng cũng khiến người ta khổ sở phải không lời này không biết là khen hay chê, làm đỗ trường khanh nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì, đứng đó trường mắt nhìn ngân tranh. Lục đồng nghe vậy, không nhịn được cười khẽ, khi ngẩng lên, nhìn đỗ trường khanh cũng hiện lên chút diễu cợt. Tôi thấy ý này hay đấy. Cô nói, đỗ trưởng quỹ, lần này hoàn toàn dựa vào anh giúp đỡ. Trên đời có bốn loại người không thể đụng đến, tam môn lưỡng phách. Bị ai thay cho người nho sinh? Sơn Miêu và Giản Tùng, Bi Ai Hành. chương 77, Đồng Nha Đầu. Cuộc thi mùa thu của Triều Lương vừa diễn ra một ngày, vụ việc chết người trong viện đã lan truyền khắp nơi. Người ta nói có một nho sinh nghèo khổ, mất cha từ nhỏ, sống cùng mẹ làm nghề mổ cá ở tiệm cá tươi để nuôi con ăn học. Con trai học giỏi, viết văn như thần, vốn dĩ là một mầm trạng nguyên, nhưng đi thi hơn 10 năm vẫn không đậu. Đến khi mẹ qua đời, anh ta mới biết tin, hóa ra mấy năm nay, kỳ thi ở kinh thành đều bị các quan lớn và gia đình quyền quý dàn xếp, cướp mất danh vọng vốn thuộc về mình. Nho sinh nghèo khổ đau khổ, uống thuốc độc tự vẫn trong phòng thi, trước khi chết gây náo loạn, buộc cấp trên phải điều tra, người ngoài mới biết được vụ việc này. Nhưng mạng sống của nho sinh này đã hết, nhưng sau khi chết vẫn không được yên. Quan sai của tòa án hình sự đến nhà nho sinh để lục soát gặp người dân xung quanh đến giúp đỡ việc hậu sự, hai bên xô sát. Có người bạn đồng khoa trong trường thi đọc được bài thi cuối cùng của nho sinh này, không biết ai đã chép lại bài văn này và giải khắp nơi. Thường thay cho người nho sinh, chăm học không biết mệt. Đọc sách đến mở mắt, tay cầm bút viết đến chai sần. Mười lần thi mới một lần đỗ, thành danh thường muộn. Dù có công danh, tóc đã hoa dâm. Thường thay cho tuổi trẻ, sống trong nghèo khó. Con người khi già yếu, cần gì đến công danh, trong nhà giàu có, có những đứa trẻ thơ dại, vẻ ngoài như phụ nữ, da trắng hồng. Tay không cầm sách, thân không mặc giáp, 20 tuổi đã được thừa hưởng tước vị, cửa nhà dựa vào công lao của tổ tiên. Xuân đến ngày ngày ra ngoài, y phục nhẹ nhàng, sáng uống rượu với bạn bè, tối có hẹn ở kỹ viện. Dùng tiền mua rượu, chất đầy vàng để chọn mỹ nữ. Ngoài chuyện ăn chơi chắc táng không biết gì khác, Sơn Miêu và Giản Tùng, địa thế theo cao thấp, xưa nay không biết làm sao, không phải chỉ riêng ngài buồn bã. Sơn Miêu và Giản Tùng, địa thế theo cao thấp. Bài văn này chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp nơi, từ Hàn Lâm viện đến hẻm son phấn, từ những quán trà hai bên cầu Lạc Nguyệt, trở thành một vở kịch được người ta truyền tụng. Quan sai của tòa án hình sự muốn bắt người, nhưng không thể bắt hết mọi người, vì ai ai cũng truyền bá ai ai cũng nói chẳng lẽ bắt hết dân chúng kinh thành nhà tù của cơ quan hình sự cũng không đủ chỗ chứa bài văn này cũng được hát trong công đình cơn phẫn nộ của các nho sinh nhìn đơn lẻ thì không đáng kể nhưng hợp lại thì như lửa lớn khó mà dập tắt các nho sinh nghèo khổ trong các thư viện tụ tập lại chặn xe kiệu của ngự sử trên phố những tờ trình bay như tuyết đến trước bàn của hoàng đế hoàng đế vốn đã nghe nói về vụ bê bối thi cử nay xảy ra vụ việc lớn trong kỳ thi cống, mất mặt dưới sự phẫn nộ, cảm thấy bị các quan đại thần lừa dối, giận dữ không thôi, ra lệnh điều tra kia lưỡng vụ việc này, bãi chức và giam giữ quan thị lang bộ lễ, điều tra đến cả quan tòa án hình sự phạm chính liêm. Tại phủ phạm, trong nhà hỗn loạn, nô tỳ và người hầu khóc lóc, phu nhân họ triệu nắm chặt tay phạm chính liêm, hoảng sợ hỏi, lão gia chuyện này là sao? Người đến điều tra đã đứng trước cửa phủ, vương gia đích thân nhận lệnh xử lý, khách khứa trong phủ Phạm Chính Liêm Hoàng sợ bỏ chạy. Quan sai đã phong tỏa cửa trước và cửa sau, chỉ một ngày trước, Phạm Chính Liêm còn ra lệnh cho thuộc hạ đến nhà Mô Tú tại ở miếu để lục soát nhằm che đậy vụ việc, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, vị trí đã thay đổi. Ông ta run rẩy bước đến bên vương gia, cầu xin, "Vương gia, vương gia, hoàng thượng là" lúc này chưa đến mức tịch thu gia sản vẫn còn cơ hội vương gia vốn là người hòa nhã nghe vậy chỉ nhẹ nhàng an ủi đại nhân không cần lo lắng hoàng thượng chỉ ra lệnh cho ta đến kiểm tra tài sản trong phù của ngài vừa ra lệnh cho người điều tra và ghi chép vừa nói với phạm chính liêm nhưng ngài cũng phải cùng ta đến cơ quan hình sự một chuyến ngài yên tâm chỉ là hỏi một vài câu ngài xưa nay thanh liêm khi điều tra rõ ràng nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ngài. À, đúng rồi, vương gia nhớ ra điều gì, quan thị lang bộ lễ đã nhận tội, đang bị giam giữ. Ngài cũng chỉ bị tạm giữ, không cần lo lắng. Giọng nói ôn hòa, lời nói mang ý cười, nhưng như xét đánh ngang tai, khiến Phạm Chính Liêm sững sờ. Quan thị lang bộ lễ đã nhận tội rồi. Sao lại nhanh như vậy? Ông ta và quan thị lang bộ lễ đã ngầm dàn xếp nhiều năm, quan thị lam bộ lễ đã vào tù ông ta sao có thể thoát thân hơn nữa tại sao lại là cơ quan hình sự không phải tòa án hình sự vương gia nói chỉ là tạm giữ nhưng ý trong lời nói rõ ràng là ngày tốt lành của phạm chính liêm đã hết ông ta ngẩng đầu mơ hồ thấy một chiếc thang vàng trong hư không dần vỡ nát như một chiếc nắp quan tài nặng nề rơi xuống đầu ông ta lão gia lão gia đằng sau vang lên tiếng khóc thê lương của phu nhân họ triệu. Phạm chính liêm mắt trắng dã, ngất xỉu, từ khi thi sinh trong viện uống thuốc độc tự vẫn, tin tức mới không ngừng đến. Đầu tiên là phát hiện quan thị lang bộ lễ và các gia đình thi sinh đã âm thầm dàn xếp thi cử, quan thị lang bộ lễ bị bắt giam. Sau đó, ngay cả Phạm Thanh Thiên nổi tiếng của Kinh Thành cũng bị lôi ra. Nói rằng vị quan tòa án hình sự Phạm Thanh Thiên chính là người cùng quan thị lam bộ lễ giàn xếp, lợi dụng kỳ thi để làm giàu. Phạm Chính Liêm có tiếng tăm ở Kinh Thành, khi tin tức này lan ra, nhiều người không tin. Trong y quán, Đỗ Trường Khanh đang mang tấm biển vào. Trời u ám, sắp mưa rồi. Anh nói, Phạm Thanh Thiên là một quan tòa án hình sự, nhưng lại dính dáng đến viện, thật không tệ. Lại hỏi Lục Đồng, trước đó cô không đến nhà ông ta đưa thuốc sao? sao không nhận ra ông ta là loại người này lục đồng đáp thực sự thanh liêm không có danh liêm người lập danh liêm là tham đỗ trường khanh lật mắt nghe không hiểu anh đặt tấm biển lên quầy nhìn vào tấm rẻm phía trong hỏi lục đồng cô và vinh vinh rốt cuộc sao vậy lục đồng nhìn theo ánh mắt của anh tấm rẻm giữa sân và quầy vẫn yên tĩnh cô mím môi không nói gì dạo này hạ vinh vinh luôn tránh mặt lục đồng Trước đây, khi không có bệnh nhân trong y quán, Hạ Vinh Vinh vẫn ngồi làm việc theo thùa, tiện thể trò chuyện với Lục Đồng. Nhưng dạo này, khi Lục Đồng ngồi y quán, Hạ Vinh Vinh và tỷ nữ thường ra ngoài, đến khi về thì trời đã tối, cũng không trò chuyện với Lục Đồng nhiều. Người tinh mắt đều thấy cô đang tránh mặt Lục Đồng, ngay cả Đỗ Trường Khanh cũng nhận ra. Hai người cãi nhau? Đỗ Trường Khanh nghi ngờ nhìn cô, cũng không đúng, tính tình cô không giống người có thể cãi nhau với ai ngân tranh đi ngang qua hai người đẩy đỗ trưởng khanh ra một bên cười nói tâm tư của con gái đỗ trưởng quỹ đừng tìm hiểu anh không hiểu đâu đỗ trưởng khanh hừ một tiếng tôi chẳng muốn tìm hiểu gọi a thành quay lại trước khi đi lại dặn dò lục đồng tối nay có thể mưa đóng cửa sổ cẩn thận đừng để thuốc bị ướt lục đồng đáp lại đợi đỗ trưởng khanh đi rồi đóng cửa y quán, trở lại sân. Đã đến giờ đèn lồng thắp sáng, trời tối sớm vào mùa thu. Lục đồng về phòng. Ngân tranh đang lục lọi trong hộp để tìm áo khoác cho lục đồng đi ra ngoài tối nay. Mùa thu đến quá sớm, chỉ qua một đêm đã lạnh. Áo khoác mùa thu chưa kịp làm, vẫn cảm thấy áo cũ trong hộp quá mỏng. Lục đồng đứng trước bàn thờ Phật nhỏ, đối diện với tượng quan âm bằng sứ trắng, lấy ra nén hương thắp lên trong bóng tối hương cháy sáng như mắt của linh hồn trong mổ chập chờn nhấp nháy cô cắm hương vào lư hương cuối cùng ngân tranh cũng tìm được một chiếc áo choàng màu trắng rũ ra dưới ánh đèn vài lần lại nhìn ra ngoài cửa sổ trời tối đen thở dài lại sắp mưa rồi lục đồng nhìn chằm chằm vào tượng quan âm trước mặt nhẹ nhàng nói không biết là nói với mình hay với người khác mưa không tốt sao mưa đêm trên lá ngô đồng tôi thích nhất là trời mưa ngân tranh ngạc nhiên lục đồng đã quay người lại cầm lấy chiếc áo choàng trên tay cô đi thôi trời mưa lạnh lẽo vào ban đêm mưa phùn như lưới dày bao phủ cả ngọn núi từ trên xuống dưới dưới chân núi vọng xuân có người mặc áo tơi bước đi trên con đường núi lầy lội gió lạnh thổi vào mặt như dao cắt lưu khôn kéo chặt áo tơi trên người môi trắng bệch vì cái lạnh của núi Ông ta cũng không biết tại sao sự việc lại trở nên như thế này. Cả nhà còn đang mơ giấc mơ một nhà hai trạng nguyên, chỉ trong một đêm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Trong kỳ thi cuối cùng của mùa thu, có thí sinh uống thuốc độc tự vẫn trong viện, gây náo động lớn, dẫn đến việc điều tra từ triều đình, sau đó còn phát hiện ra quan trường bộ lễ và thí sinh giàn xếp gian lận. Tất cả những người liên quan đều bị bắt và thẩm vấn, kể cả những vị quan lớn. Lưu Khôn không thể hiểu được, chỉ là một nho sinh nghèo chết, làm sao có thể gây ra sự việc lớn như vậy, làm sao có thể kéo theo nhiều người xuống. Tất cả tài sản mà gia đình tiết kiệm được 1.600 lượng bạc đã tan thành mây khói, điều đáng sợ hơn là Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức cũng bị bắt. Vụ việc kéo theo một loạt sự kiện, sau khi Lưu Tử Đức bị bắt vì gian lận, ngay cả thành tích thi cử của Lưu Tử Hiền cũng bị lật lại nghe nói sổ sách trong phủ quan thị lang bộ lễ bị lật tẩy không biết bao nhiêu người bị liên lụy người khác bị liên lụy lưu khôn không quan tâm ông chỉ muốn cứu con trai mình lưu khôn muốn cầu cứu quan tòa án hình sự phạm chính liêm giúp đỡ vì chuyện gian lận này chính là do phạm chính liêm giàn xếp ai ngờ chiều nay lại nhận được tin phạm chính liêm cũng bị bắt vợ ông là vương xuân chi thấy tình hình không ổn lo lắng cho hai đứa con chạy đến nha môn cầu cứu nhưng lại bị bắt tạm giam vì gây rối. Những người từng nịnh bợ gia đình họ giờ đây tránh xa, Lưu Khôn không tìm được ai giúp đỡ, trong lúc tuyệt vọng, ông nhận được một bức thư. Thư không biết ai đã gửi, đặt ở cửa nhà, ông mở ra xem, bên trong viết đơn giản, nói có cách cứu con trai ông, nhưng phải đến chân núi Vọng Xuân vào giờ tí, người gửi có thứ cần giao cho ông. Lưu Khôn không biết ai đã viết thư này, lúc này ai cũng tránh xa gia đình ông gia đình ông ở Kinh Thành cũng không có họ hàng. Ông không nghi ngờ người gửi thư có ý đồ xấu, vì gia đình ông hiện tại đã bị bắt, nghèo túng, không có gì để mất. Ông chỉ đoán rằng thư này có thể là do Phạm Chính Liêm sắp đặt trước. Phạm Chính Liêm là quan lớn như vậy, sao có thể dễ dàng đầu hàng, nhất định đã chuẩn bị trước đường lui. Cần biết rằng, giữa hai người còn có một người bảo trợ mơ hồ, chưa từng thực sự lộ mặt phù thái sư. Nghĩ đến đây, lưu khôn thấy có chút hy vọng chắc chắn là như vậy ông nhủ thầm vài lần không biết là để thuyết phục người khác hay thuyết phục chính mình suy nghĩ mông lung như vậy đường núi ngày càng lầy lội ông nhận ra mình đã đi đến một khoảng đất trống giữa bụi rậm gai góc không đúng nói là khoảng đất trống cũng không đúng giữa cỏ dại mọc đầy có vô số ụ đất nổi lên trong bóng tối như vô số bóng người im lặng lạnh lẽo và kỳ quái nhìn ông mưa rơi trên mặt, lưu khôn dùng mình tỉnh táo lại. Đây là một bãi mộ hoang. Như một cú đánh vào đầu, lưu khôn tỉnh táo hoàn toàn. Sao ông lại đi đến bãi mộ hoang này? Nhìn những vụ đất lạnh lẽo xung quanh, ông cảm thấy sợ hãi, định rời đi. Sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân. Lưu khôn giật mình, quay lại thấy phía sau một vụ đất dần dần xuất hiện một bóng trắng. Bóng trắng trông mỏng manh nhẹ nhàng trong mưa đêm, như một bức tranh không thực. lưu khôn cảm thấy đôi chân mình run rẩy, da đầu bắt đầu tê dại. Bóng trắng dừng lại trước mặt ông. Mưa rơi lộp độp, gió lạnh thổi từ đám cỏ dại, xa xa vọng lại tiếng gầm gừ của thú hoang, mùi đất và xác chết từ bãi mộ khiến ông buồn nôn. Ông không dám ngẩng đầu nhìn quái vật hay hồn ma trước mặt, chỉ nhìn xuống mũi giày, nhìn mãi, dần dần thấy không đúng ánh sáng yếu ớt của cây đuốc chiếu ra một bóng dài kỳ quái bóng hồn ma có bóng không ông nghĩ vậy nghe thấy tiếng xì xào trước mặt dũng khí trỗi dậy nhìn lên một chút gần hơn nhìn rõ hơn bóng trắng không phải là bức tranh bay mà là một người mặc áo choàng trắng lúc này người đó keo mũ ra lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp lông mày như núi xuân mắt như nước thu Bên tóc mai có một bông hoa lụa trắng, càng làm cho cô thêm phần thê lương, nhưng cũng có chút đáng thương. Là một cô gái trẻ. Lưu Khôn ngạc nhiên, chưa kịp nói gì, đối phương đã lên tiếng, "Ông đến rồi." Ông giật mình, lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, "Cô chính là người đã viết thư cho tôi." Ông đã nói rồi, sao lại có người ở trốn hoang vu này, hóa ra là người của Phạm Chính Liêm sắp đặt. Đúng vậy, Bây giờ quan sai đang bắt người khắp thành, bàn chuyện trên núi lại an toàn hơn. Cô gái gật đầu, nhìn ông, gọi, biểu thúc. Biểu thúc? lưu khôn bối rối, nghĩa là gì? Mưa thu phủ lên ngọn núi, khiến bãi mộ hoang cũng thêm phần lạnh lẽo. Cô gái thở dài, có vẻ biểu thúc không nhớ rồi. Khi ông rời khỏi thường vũ huyện, mượn của cha tôi 50 lượng bạc, là tôi đích thân đưa đến như xét đánh ngang tai, lập tức làm sáng tỏ màn sương mù trong đầu Lưu Khôn. Ông nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ngạc nhiên không tả xiết. Cô là đồng nha đầu. Chương 78, Đao phủ. Mưa vẫn rơi, xung quanh là một sự tĩnh mịch kỳ lạ. Lưu Khôn cảm nhận được cái lạnh từ cơn gió luồn vào tận xương, căn bệnh cũ ở đầu gối do bán mì từ nhiều năm trước lại bắt đầu đau nhức. Ông nhìn người trước mặt, hoảng loạn và nói không ra lời, làm sao có thể. Đồng nha đầu không phải đã chết rồi sao? Người trước mặt chỉ cười nhẹ, nụ cười như một bức tranh lùa. Lưu khôn nhớ đến đồng nha đầu. Cậu em trai họ Lục Khải Lâm có hai con gái và một con trai, vì bà Lục suýt mất mạng khi sinh đứa con gái nhỏ, đứa con gái này đặc biệt quý giá. Lục Nhu, Lục Khiêm và bà Lục đều cưng chiều cô bé, Lục Khải Lâm dù ngoài miệng nghiêm khắc nhưng thực ra cũng chiều chuộng đứa con gái nhỏ này. Nhưng thứ càng quý giá thì càng khó giữ, cô con gái nhỏ của nhà họ Lục bị mất tích khi mới 9 tuổi. Năm đó, huyện Thường Vũ bùng phát dịch bệnh, gia đình họ Lục vừa khỏi bệnh thì cô con gái nhỏ đi ra ngoài lấy nước và không bao giờ trở về. Khi đó, gia đình Lưu Khôn đã rời khỏi huyện Thường Vũ và đến kinh thành, nhận được thư của Lục Khải Lâm mới biết chuyện. Lục Khải Lâm cầu xin ông giúp tìm kiếm người ở Kinh Thành. Lưu Khôn đồng ý nhưng trong lòng thở dài, thời thế này, một cô bé 9 tuổi bị mất tích, có lẽ đã bị người buôn bán bắt đi, làm sao có thể tìm lại được. Nhiều năm trôi qua, ngoài gia đình họ Lục vẫn không từ bỏ, những người khác đều cho rằng cô con gái nhỏ của nhà họ Lục đã chết. Lưu Khôn cũng nghĩ vậy. Ông nhìn người trước mặt, mỹ nhân dạng dỡ, khác hẳn với hình ảnh cô bé mũm mĩm nghịch ngợm trong ký ức. Nhưng nhìn kỹ, trong nét mềm mại của đôi mày có chút thanh lịch giống với người cháu gái Lục Nhu đã qua đời. Nghĩ đến Lục Nhu, Lưu Khôn dùng mình, lòng đầy hoảng hốt. Ông hỏi, cô thật là đồng nha đâu? Người kia cười nhẹ, những năm qua cô đi đâu? Cha mẹ cô tìm khắp nơi, anh trai cô cũng lo lắng, ông nói làm nhảm những lời không liên quan, không biết dùng những lời này để che giấu điều gì nói đến giữa chừng lại đột ngột nhớ ra và ngừng lời nhìn chằm chằm người đối diện lá thư đó là do cô viết đồng nha đầu tại sao lại viết thư cho ông thư đề cập đến phạm chính liêm cô ta đã biết chuyện nhà họ phạm sao cô ta biết bao nhiêu về tình hình trong phủ thái sư ông nghĩ miên man người run lên vì sợ hãi cho đến khi giọng nói của người đối diện làm ông tỉnh lại là tôi viết biểu thúc Chẳng phải ngài đã gặp anh hai của tôi rồi sao? Lời này vừa nói ra, xung quanh như chết lặng. Một lúc lâu sau, Lưu Khôn nghe thấy giọng khô khốc của mình, với nụ cười gượng gạo, "Đúng vậy, tôi đã gặp." "Lục Nha đầu chết rồi. Anh ấy đến kinh thành để tang, tiện đường đến nhà tôi ở vài ngày." "Chỉ là ở nhờ." "Chỉ là ở nhờ." "Không phải vậy, Lục Đồng nhẹ nhàng nói, "Ông đã bán đứng anh ấy." "Không phải tôi." lưu khôn hét lên một tiếng âm thanh biến đổi trong đêm mưa lạnh ngay cả ông cũng giật mình ông hạ giọng ngắn gọn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói không phải tôi là anh ấy phạm tội bị quan phủ truy nã đồng nha đầu tôi định giấu anh ấy trong nhà nhưng thông báo truy nã dán khắp nơi quan phủ tìm đến nhà tôi tôi không có cách nào khác tôi có thể làm gì được ông nói như vậy thành khẩn như thể đang nói sự thật Lục đồng chỉ cười, đôi mắt trong như suối nhìn ông, như nhìn thấu bí mật không thể nói ra của ông. Thật sao, cho hỏi biểu thúc, anh hai của tôi phạm tội gì? Là, là anh ấy đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản, lăng nhục con gái của chủ nhà. Lục đồng gật đầu, tội lớn như vậy, biểu thúc giấu phạm nhân mà quan phủ không buộc tội, chỉ bắt anh hai tôi đi. Thật là thông cảm, liều khôn mặt trắng bệch, cắn chặt răng, nghi ngờ người trước mặt đã biết tất cả nội tình, nhưng ông không dám thừa nhận một lời. Lục đồng nhìn ông, ánh mắt dần lạnh lẽo. Người đàn ông trước mặt run rẩy, mắt tránh né, khuôn mặt quen thuộc này, nghèo đói và suy sụp đã nuốt chừng lương tâm ông, sinh ra tham lam. Cha cô, Lục Khải Lâm, nghiêm khắc và cổ hủ, còn biểu thúc lưu khôn thì thân thiện và vui vẻ. Lục Nhu điềm đạm, cô và Lục Khiêm luôn chạy theo sau lưu khôn. Liêu Khôn luôn bế cô lên vai, dùng dâu cứng chọc vào mặt cô. Khi Vương Xuân Chi đi hội trợ về, còn mang cho cô một cây kẹo hồ lô đỏ rực. Họ từng trú mưa dưới mái nhà liền kề, ăn chung một nồi. Đến giờ, đứng ở hai đầu xa lạ, giữa họ là một mối thủ máu không thể xóa nhòa. Mưa đêm rơi giả rít. Lục Đồng bình tĩnh nói, biểu thúc, tôi luôn nghĩ. Người sống phạm sai lầm, có cảm giác tội lỗi không? Có thấy lương tâm cắn rứt không? Có thao thức trong đêm không? Tôi đã quan sát rất lâu và phát hiện không, hoàn toàn không. Quán mì nhà họ Lưu trên phố Tước Nhĩ kinh doanh rất tốt. Lưu Tử Hiền làm quan, Lưu Tử Đức chuẩn bị thi cử, Vương Xuân Chi đeo vòng vàng, nhà họ Lưu còn dự định chuyển đến nhà lớn hơn. Mọi thứ đều rất tốt, quá tốt, tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Lưu Khôn run rẩy môi, đồng nha đầu lục đồng mắt lời ông nhưng tất cả những điều tốt đẹp này là đổi bằng máu của nhà họ lục làm sao không khiến người ta tức giận lưu khôn sợ hãi lùi lại một bước đồng nha đầu nghe tôi nói lúc đó quan phủ tìm người tìm đến nhà tôi anh khiêm không kịp chạy lục đồng cười nhẹ biểu thúc anh hai tôi là người thế nào ngài rõ hơn tôi một khi biết mình bị truy nã với tính cách không muốn liên lụy người khác anh ấy sẽ lập tức cắt đứt liên hệ và trốn vào nơi không ai tìm thấy nhưng cuối cùng lại bị bắt tại nhà ngài ngài đã cho anh ấy uống gì thuốc mê sao ngón tay lưu khôn co giật lục đồng dừng lại một chút ánh mắt lạnh lùng nhìn ông sau khi anh hai bị bắt chính ngài đã viết thư báo tin cho huyện thường vũ cha tôi gặp nạn trên đường đến kinh thành không phải ngài đã góp phân ngài không chỉ phản bội anh hai mà còn phản bội cả cha mẹ tôi trong đầu lưu khôn vang lên một tiếng ù, chân ông vấp phải một hòn đá đen, ngã xuống đất. Đêm đó ông giao lục khiêm cho Phạm Chính Liêm, nhưng lại thấy bức thư do lục khiêm để lại, chính là bằng chứng mà lục khiêm quay lại để lấy. Cả đời ông nhút nhát, thật thà, nhưng trong khoảnh khắc đó lại nảy sinh dũng khí và tham vọng kỳ lạ. Ông muốn dùng những thứ này để đổi lấy sự giàu có, muốn dùng chúng để tạo dựng một tương lai tươi đẹp cho gia đình ông tại Kinh Thành vì vậy ông đã nói với phạm chính liêm trong phòng tối của tòa án hình sự đại nhân khiêm công tử đã bị bắt nhưng anh tôi là người cố chấp biết được việc này khó tránh khỏi rắc rối tốt nhất nên xử lý gọn gàng tránh hậu họa phạm chính liêm ngước mắt nhìn ông ô có ý kiến gì nói nghe xem ông cúi đầu thấp hơn tôi có thể viết thư cho lục khải lâm lửa ông ta đến kinh thành một con quạ bay đi đập cánh xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Lưu Khôn nhìn cô, vô lực phản bác, tôi không. Tôi nghe nói, biểu thúc luôn muốn mua một cửa hàng trên phố Tước Nhĩ, nhưng đến lúc đó chủ cửa hàng đổi ý, thiếu một trăm lượng bạc. Sau khi anh hai bị bắt không lâu, biểu thúc đã thuê được cửa hàng đó. Thật trùng hợp, tiền thưởng truy nã anh hai cũng là một trăm lượng. Cô nhìn Lưu Khôn, hóa ra mạng của anh hai tôi chỉ đáng giá một trăm lượng bạc. Không không phải lưu khôn kêu lên một tiếng ngã xuống đất sự hối hận bị ông cố tình bỏ qua bấy lâu nay ùa về cùng với nỗi sợ hãi và lo lắng quy tắc của thế giới này do những người thượng lưu quyết định biểu thúc đối với phủ thái sư tôi không mong ngài đứng ra nhưng ít nhất ngài không nên tiếp tay cho giặc nghe thấy ba chữ phủ thái sư lưu khôn giật mình tỉnh lại ông nắm chặt lấy vạt áo lục đồng như thể điều này sẽ làm cho lời nói của ông trở nên đáng tin hơn đúng vậy đồng nha đầu cô biết đấy khiêm công tử đã đắc tội với phủ thái sư đó là phủ thái sư chúng ta làm sao có thể đắc tội được họ ép tôi họ ép tôi làm thế gia đình tịch nhà phạm không ai trong số họ chúng ta có thể đắc tội đồng nha đầu nếu đổi lại là cha cô ông ấy cũng sẽ làm vậy đối mặt với những người này chúng ta chỉ có thể bị giết phải không không phải. Lục đồng cười lạnh, họ bây giờ không phải đang gặp chuyện sao? Lưu khôn ngẩn ra. Người phụ nữ trước mặt nhìn ông, khả thừa hưng không phải đã chết rồi sao? Lưu khôn tay buông thóng, ngã xuống bùn, nhìn lục đồng như thể thấy ác quỷ. Cô! Cô! Cô cười, tôi đã làm điều đó. Mưa rơi mờ mịt, làm ướt môi mộ, khiến đất thêm ảm đạm. Người phụ nữ trong chiếc áo choàng đứng đó, trong bộ đồ tăng trắng, lạnh lẽo, gương mặt đẹp u sầu, đóa hoa trắng trên tóc như một bức tranh lụa, trông giống như một hồn ma từ trong quan tài. Cô vừa nói gì, chuyện nhà khả, là do cô làm. Lưu Khôn nhìn mơ hồ. Ông nhớ đến đồng nha đầu khi còn nhỏ. Ba đứa con nhà họ Lục, Lục Nhu dịu dàng thanh lịch, Lục khiêm thông minh phong nhã, cả hai đều thừa hưởng về ngoài tốt đẹp từ cha mẹ, học vấn xuất chúng. Cậu em họ Lục Khải Lâm miệng không nói ra nhưng trong lòng rất tự hào. Chỉ có cô con gái nhỏ là khiến người ta đau đầu. Đồng nha đầu hồi nhỏ không đẹp như Lục Nhu, cũng không thông minh như Lục Khiêm, mũ mỉm, không thích học, thường khiến cha cô tức giận. Lục Khải Lâm thường nói cô là một đứa trẻ ngang bướng, mắng xong lại lén bảo Lưu Khôn mang bánh bao đường cho cô. Người ta nói, đứa trẻ biết khóc sẽ được ăn. Đồng Nha Đầu là đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong ba đứa con nhà họ Lục, nhưng cũng là đứa được cưng chiều nhất. Lưu Khôn hồi đó cũng rất thích trêu cô bé, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt linh động, nhìn là thấy thích. Nhiều năm trôi qua, cô bé mũm mĩm đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhìn kỹ, trong đôi mắt có chút giống lúc nhỏ, nhưng không còn nét tinh nghịch, mà chỉ còn sự lạnh lùng như mặt nước lặng. Cái chết của Khả Thừa Hưng, sự sụp đổ của nhà Khả, lưu khôn đã nghe qua lúc đó chỉ thấy thương cảm không nghĩ đến điều gì khác bây giờ đồng nha đầu nói là cô làm lưu khôn vẫn nhớ đến cô bé nhỏ xíu ở huyện thường vũ vừa thấy chuột đã khóc to nước mắt nước mũi giàn rùa sao có thể là cô làm được ông nghĩ mông lung như vậy nghe thấy giọng nói của người phụ nữ trước mặt tiếp tục không chỉ thế chuyện nhà phạm cũng do tôi làm mặt lưu khôn tái mét sợ hãi nhìn cô cô cúi đầu nhìn ông như nhìn một người chết bây giờ đến lượt ông không không lưu khôn bối rối bỏ tới nắm lấy gấu váy cô mưa ướt mặt ông ông nắm chặt lấy gấu váy lục đồng răng lập cập giọng run rẩy đồng nha đầu nghe biểu túc nói tôi có thể giúp cô lục đồng ngạc nhiên nhìn ông thật đấy lưu khôn hối hả nói phạm chính liêm đã giam anh khiêm vào ngục tìm cớ xử tử anh ấy đồng nha đầu biểu thúc có thể làm nhân chứng cho cô chỉ có tôi biết sự thật chúng ta cùng làm sáng tỏ vụ án của lục nhu và lục khiêm được không ông nói như dỗ dành cô như đang dỗ dành cô cháu gái nhỏ bị con chuột dọa sợ nhiều năm trước sau một lúc im lặng ngắn ngủi cô nói cảm ơn ngài biểu thúc lưu khôn nở nụ cười méo mó định nói gì đó nhưng cô gái trước mặt đã ngồi xổm xuống đưa một bàn tay ra trước mặt ông dưới ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, Lưu Khôn nhìn rõ, trên bàn tay trắng nõn mảnh mai là một chiếc lọ xứ tinh xào. Ông nghẹn ngào, ngước nhìn lục đồng, đây là gì? Là cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội để biểu túc gánh chịu tội lỗi của cả gia đình. Lưu Khôn đơ ra, lục đồng cười, nhẹ nhàng nói như thầm thì, đây là một lọ thuốc độc, nếu biểu túc uống, tôi sẽ tha cho biểu ca và biểu thầm, xóa tội cho họ. Đồng nha đầu. Cô vẫn cười, nhưng đôi mắt như là nước lặng lẽ, không một chút cảm xúc. Biểu thúc, cô nói, tôi đã dìm chết khả thừa hưng, nhưng người ta đồn rằng ông ta tự ngã chết sau khi uống rượu. Nhà khả sụp đổ, tài sản bị tịch thu trong chớp mắt. Tôi đã can thiệp vào kỳ thi cử, phát hiện ra vụ gian lận của bộ lễ. Bây giờ Phạm Chính Liêm đã vào ngục, danh tiếng bị hủy hoại, lòng người tan rã. Ngài thấy đấy, tôi đã làm rất nhiều chuyện nhưng không bị trừng phạt chút nào cô nhìn lưu khôn tôi giết được họ cũng giết được các người biểu túc biết tôi rất thông minh lưu khôn không thể tin nổi lẩm bẩm họ là anh họ của cô tôi biết lục đồng cười chính vì là người nhà nên tôi mới không nỡ tôi cho ngài một cơ hội cô nói chậm rãi từng chữ một như mũi dao đâm vào lòng lưu khôn hai anh họ đang ở trong mục gian lận thi cử không phải tội nhỏ, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Sao có thể như vậy? Vì vậy tôi nghĩ, tôi nên làm gì đó. Quên không nói, tôi bây giờ là một thầy thuốc, muốn giết người một cách âm thầm, rất dễ dàng. Huống chi hai anh họ không thông minh, ít nhất so với việc xử lý nhà khả và nhà phạm dễ hơn nhiều. Tôi tự tin rằng mình có thể giết họ mà không ai phát hiện. Cuối cùng một câu, âm cuối lạnh lẽo như tiếng thở dài của hồn ma, vang vọng giữa môi mộ hoang lưu khôn run rẩy toàn thân ông biết người trước mặt nói không sai lưu tử hiền và lưu tử đức tuy lớn hơn đồng nha đầu vài tuổi nhưng về trí óc và mưu lược hoàn toàn không thể sánh bằng lục đồng càng không thể nói đến đồng nha đầu còn vương xuân chi bà ta chỉ biết cán mì làm bếp tiếng nói to nhưng không có đầu óc đồng nha đầu có thể lật đổ cả nhà khả và nhà phạm rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng Gia đình ông trước mặt cô ta, yếu ớt như con cừu chờ bị giết, hoàn toàn không có sức chống cự. Lục đồng nhìn ông, nhẹ nhàng nâng cánh tay nhỏ, lọ thuốc trong lòng bàn tay tỏa ra một lớp ánh sáng kỳ lạ dưới ánh đêm. Biểu thúc, ông lạnh lẽ, cứng ngắc đưa tay cầm lọ thuốc, nhìn lục đồng, nếu ta uống, người sẽ tha cho họ. Tất nhiên, người thề đi, lục đồng mỉm cười không nói. Tốt lưu khôn rốt nắp lọ thuốc nhìn thẳng vào người trước mặt đồng nha đầu người nói lời giữ lời gió sương lạnh lẽo mưa đêm tĩnh mịch ánh đèn tàn chiếu rọi môi mộ hoang như thể ngay lúc đó sẽ có oan hồn từ bùn đất bò ra đòi mạng trong bụi rậm ông đưa lọ thuốc lên miệng chuẩn bị uống nhưng vào phút cuối ông đột nhiên ném lọ thuốc đi cầm chặt viên đá nhọn lao về phía lục đồng người ép ta dựa vào cái gì Dựa vào cái gì mà ông phải bó tay chịu chết, dựa vào cái gì mà ông phải bị người khác giết, dù đồng nha đầu có lợi hại thế nào, cô ta cũng chỉ là một cô bé 16, 17 tuổi, trông yếu ớt, chỉ cần dùng viên đá này đập một cái là có thể đập vỡ đầu cô ta. Ngôi mộ hoang này là nơi chôn xác lý tưởng, chôn ở đây sẽ không ai phát hiện. Ông không muốn chết, ông muốn giết tất cả những ai đe dọa gia đình ông, ông còn muốn cứu Tử Hiền và Tử Đức. Trong ánh đêm, khuôn mặt thật thà trở nên dữ tợn, nỗi sợ hãi và điên cuồng cuối cùng đã xua tan chút lương tâm cuối cùng, trở lại thành một khuôn mặt ác quy. Đồng nha đầu, đừng trách biểu thúc, biểu thúc còn có gia đình, không thể chết. Ông miệng nói như vậy, vung viên đá nhọn trong tay, mạnh mẽ đập vào đầu người đối diện. Tiếng động này làm kinh động đến đàn quả lạnh lùng đậu xa xa, nhưng tay ông cầm viên đá lại không thể đập trúng đầu đối phương ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc một cơn đau thắt cổ họng đột ngột truyền đến như thể bị ai đó bóp chặt cổ ông ôm lấy cổ mình ngã gục xuống đất lục đồng thở dài ông ôm cổ lăn lộn trên đất hoảng hốt mở miệng ngươi đã làm gì lời vừa ra khỏi miệng ông mới phát hiện cổ họng mình ngứa kinh khủng như thể có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm đáp lại ông là giọng nói bình tĩnh của đối phương biểu thúc thư ta gửi cho ngươi đã đọc chưa thư đâu ông cố gắng nắm chặt cổ họng đốt đốt rồi rất cẩn thận cô ta khen ngợi chậm rãi nói cảm ơn ngươi đã giúp ta tiêu hủy chứng cứ người hạ độc ta ông kinh hoàng nhìn lục đồng cơn ngứa đau khó chịu từ cổ họng lan ra như thể có con trùng đang gặm nhấm khiến ông không thể không muốn tìm cách lấy thứ gì đó để moi ra đó gọi là tự tại oanh giọng cô bình tĩnh như đang kiên nhẫn giải thích, tương truyền nhiều năm trước, Lương Chiều có một ca kỹ, giọng ca trong trèo hơn cả chim oanh tháng ba. Sau đó bị đồng nghiệp ganh ghét, có người bỏ độc vào trà mà cô ta uống hàng ngày. Khi độc phát, cô ta móc rách cổ họng mình, giọng ca trở nên tệ hại, nhìn thật đáng sợ. Ta đã thoa tự thải oanh lên giấy thư, bây giờ ngươi có cảm thấy ngứa không? Dường như để chứng minh lời cô cơn ngứa đau ở cổ họng đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Lưu khôn như phát điên, ông dùng tay gãi cổ họng, chỉ trong vài hơi thở, cổ họng đã bị cào rách, còn ông thì hoàng sợ hét lên, cứu mạng. Lục đồng nhìn ông từ trên cao, lạnh lùng nói, có loại độc dược khiến người ta đau khổ, có loại độc dược lại khiến người ta giải thoát. Cô bước đến chỗ cái chai bị ném xuống đất, cúi xuống nhặt lên, ánh mắt có chút tiếc nuối ta đã cho người cơ hội lựa chọn, tiếc là người không biết trân trọng. Lưu Khôn đau đớn cào xé cổ họng mình, thì ra là vậy, thì ra cô ta đã hạ độc trên giấy thư. Nếu ông tự vẫn bằng độc dược sẽ không phải chịu cảnh này. Nếu ông không uống cũng không thể sống sót rời khỏi vọng Xuân Sơn. Cô ta căn bản từ đầu đã không cho ông con đường sống nào. Trong tuyệt vọng, Lưu Khôn chỉ cảm thấy có gì đó đang bò trong cổ họng ông cố mở to mắt như muốn khắc sâu gương mặt của kẻ sát nhân vào trí nhớ mang theo xuống địa ngục ánh mắt ông trở nên lờ đờ khàn giọng nói ngươi điên rồi giết ta không ai làm chứng cho ngươi quan tình của nhà lục mãi mãi không có quan viên nào dám nhận bất chợt sắc mặt ông biến đổi khóc lóc cầu xin đồng nha đầu biểu thúc sai rồi biểu thúc biết sai rồi cứu ta người cứu ta lục đồng lạnh lùng nhìn ông đau đớn dãy rủa trên đất tiếng rên rỉ ngắt quãng bị mưa thu phủ lấp ngôi mộ hoang vắng vẻ và cô quạnh chốc lát sau cô nhẹ nhàng thở dài đi đến bên lưu khôn nhặt lên viên đá nhọn mà lưu khôn cầm trong tay định hại cô nhưng giữa chừng lại rơi ra đặt lại vào tay ông lưu khôn lúc này đã gần như điên loạn trong tay đột nhiên có vật gì đó không nghĩ ngợi gì cầm chặt đâm mạnh vào cổ mình ánh đêm ở đây càng thêm lạnh lẽo xoẹt một tiếng tiếng kêu ngừng lại máu phun ra từ cổ một giọt bắn lên mặt cô gái cô chậm rãi chớp mắt một giọt máu đỏ chảy từ lông mi xuống theo gò má thấm vào áo choàng trắng như tuyết người trên đất co giật sau một lúc thở hắt ra hơi cuối cùng ngã ngửa trên đất chết lục đồng đứng dậy lặng lẽ nhìn xác chết không còn động đậy dưới đất đèn lồng rơi xuống đất lửa bị mưa đêm dập tắt xung quanh cỏ dại mờ mịt bóng tối giữa những ngôi mộ như một mê cung mãi mãi khó có thể xua tan cô không cảm thấy sợ hãi vì đây có thể là nơi chôn xương của lục khiêm là nghĩa trang cuối cùng của tử tù trời báo ứng sớm hay muộn lưu khôn chết ở đây cũng là do quả báo mà ra cô lẩm bẩm oan tình của nhà lục mãi mãi không có quan viên nào dám nhận đây là lời khuyên của Lưu Khôn trước khi chết. Có lẽ trong mắt Lưu Khôn, quyền quý trên cao muốn thao túng sinh tử của dân thường, dễ như trở bàn tay, còn cô chỉ là một thường dân, muốn lay động quyền thế lớn, như kẻ điên nói mộng, không biết tự lượng sức. Nhưng, ông ta đã sai. Cô gái đưa tay lau đi vết máu trên mặt, bình tĩnh nói, cần gì phải có người khác làm chủ. Vụ án của nhà lục, ta làm quan xét xử. Cũng làm đau phủ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 79, Tự tại oanh. Khi trở về, mưa đã nhỏ đi nhiều. Ngân Tranh từ xa đợi cô ở cửa rừng, mỗi khi vào những lúc như thế này, Lục Đồng luôn bảo Ngân Tranh tránh đi, luôn cảm thấy có một số việc chỉ mình cô làm là đủ, không cần thiết kéo người không liên quan vào. Dù rằng Ngân Tranh đã không thể tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy này. Khi về đến Tây phố, đã qua giờ tí trên phố không có một bóng người chỉ có nước mưa theo mái nhà nhỏ giọt rơi đầy đất lục đồng cùng ngân tranh băng qua sân trước vội vàng vào nhà trong ngân tranh giúp lục đồng cởi áo choàng chiếc áo choàng trắng đã bị mưa thấm ướt hơn nửa nước mưa trộn lẫn với máu rơi xuống đất một mảng lớn vệt máu trên nền trắng như hoa đỏ loang lổ nhìn qua thật ghê rợn dưới ánh đèn ngân tranh nhìn thấy cũng hơi kinh hãi một lúc sau mới hỏi lục đồng ông ta đã. Lục đồng ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua chiếc áo choàng đẫm máu trong tay ngân tranh, rủ mi mắt, thật tiếc cho một bộ y phục. Trong phòng im lặng một lúc, một lát sau, ngân tranh nhỏ giọng nói, cô thay bộ y phục sạch sẽ trước đi. Được, đêm lạnh xương răng, bên ngoài tiếng dế giả dích, ngân tranh bận rộn giúp lục đồng rửa sạch máu trên người, nên không để ý thấy ánh mắt kinh hãi trong bóng đêm ngoài sân khi mọi thứ được dọn dẹp xong áo choàng cũng đã được cất đi ngân tranh cầm đèn sang phòng bên nghỉ ngơi lục đồng thổi tắt nến lên giường nằm bên ngoài mưa vẫn rơi ti tách âm thanh lạnh lẽo trong phòng không có đèn tối đen một cơn gió từ khe cửa thổi vào lạnh buốt người âm u nghe như tiếng thở hồn hển của người sắp chết giống tiếng kêu của lưu khôn khi chết vì chúng độc tự tại oanh lục đồng nằm ngửa nhìn chằm chằm lên màn trần. Lưu khôn chúng độc tự tại oanh, người chúng độc này sau vài giờ sẽ cảm thấy ngứa ngáy đau đớn ở cổ họng, như hàng ngàn con kiến đang bò và gặm nhấm. Độc này không phải không thể giải, thậm chí sau một đêm độc tính sẽ tự biến mất. Nhưng người chúng độc thường khó sống sót, vì đau khổ đến cùng cực, người chúng độc sẽ phát điên, muốn tự sát. Vì vậy, người chúng độc tự tại oanh thường không chết vì độc mà chết vì tự sát cô đã thoa độc tự tại oanh lên giấy thư gửi cho lưu khôn rồi hẹn gặp lưu khôn khi độc phát cuối cùng lưu khôn không chịu nổi đau đớn tự đâm cổ họng chết trước mặt cô mọi chuyện đều hoàn hảo nhớ lại cảnh lưu khôn trước khi chết lục đồng không khỏi đưa tay lên cổ như cảm thấy cổ họng mình cũng ngứa ngáy cô cũng từng nếm trải sức mạnh của tự tại oanh khi đó ở đỉnh Lạc Mai là đầu xuân tháng 3, cảnh sắc rực rỡ, tiếng chim oanh vàng khắp núi. Ngày hôm đó, nghệ nương mặc áo dài lụa màu hồng phấn, tóc đen búi cao, ngồi trước nhà nhỏ chế thuốc. Tâm trạng cô ấy hôm đó rất tốt, vừa chế thuốc vừa nói nguyên liệu cho Lục Đồng nghe. Lục Đồng ngồi trên ghế, vừa nhặt thảo dược, vừa lén ghi nhớ các nguyên liệu. Cuối cùng, nghệ nương đổ thuốc đã chế vào một cái bát sứ trắng, đưa tới trước mặt Lục Đồng thuốc mới chế cần người thử. Lục đồng uống hết thuốc, rửa sạch bát, chờ đợi hiệu quả thuốc phát tác. Thường thì lúc này, nghệ nương đã rời đi, cô ấy không có kiên nhẫn, chỉ chờ đến khi thuốc phát tác mới quay lại quan sát ghi chép. Nhưng hôm nay lại ở lại thêm một lúc. Vài ngày trước ta xuống núi, nghe một chuyện thú vị. Cô ấy đột nhiên nói. Lục đồng không nói gì, lặng lẽ nhìn đàn kiến dưới đất. Nghệ nương nhìn lục đồng cười tiếp tục nói, nghe nói dưới chân núi có một lầu hoa, có một ca kỹ giọng hát rất hay, hơn cả chim oanh vàng, má mối đặt tên cô ta là Tự Tại Oanh. Chị Oanh nổi tiếng, các công tử tranh nhau gặp gỡ, cuối cùng khiến đồng nghiệp ganh ghét, có người bỏ độc vào trà của cô ta, độc làm hỏng giọng cô ấy. Chị Oanh không thể hát nữa, các khách quen không đến, má mối khắc nghiệt, các cô hầu khinh thường, chị Oanh tuyệt vọng, tự treo cổ chết trong phòng. Nói xong, cô ấy thở dài một tiếng, thật đáng thương. Tuy nhiên, mặc dù thở dài, nhưng nét mặt lại tràn đầy sự vui sướng, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Lục Đồng vẫn im lặng. Nghệ Nương nói, "Ta nghe câu chuyện này rất cảm động, tên cũng rất đẹp, nên dùng làm nguyên liệu chế thuốc. Thuốc này uống vào ban đầu không có gì lạ, nhưng sau đó sẽ cảm thấy cổ họng ngứa đau không chịu nổi." Cô ấy nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Lục Đồng, bật cười. Đừng lo lắng, tiểu thập thất, thuốc này chỉ làm cổ họng khó chịu, không chết người. Dù có uống vào, người cũng không gặp nguy hiểm tính mạng. Ta chỉ muốn biết, ngón tay mảnh khảnh của nghệ nương vuốt qua đỉnh đầu lục đồng, giọng nói mang theo sự tò mò ngây thơ, ngươi liệu có chịu đựng được không? Cô ấy cười, ôm bình bạc rời khỏi nhà cỏ. Sau khi cô ấy đi, lục đồng bò lăn vào nhà, lục lõi khắp nơi, cuối cùng tìm thấy hai sợi dây thừng to bằng nắm tay cô biết nghệ nương không bao giờ nói dối mỗi lần cô ấy nhẹ nhàng nói cuối cùng sẽ là đau khổ không chịu nổi cô ấy đã dùng từ chịu đựng có nghĩa là ngứa đau của tự tại oanh tuyệt đối không chỉ là một chút hoàng hôn chìm xuống trăng bạc dần mọc lên trên đỉnh núi nghệ nương không trở lại lục đồng một mình cuộn tròn trong nhà cỏ tối đen tự trói tay mình vào cột giường cách thắt nút chết bằng một tay là do lục khiêm dạy cô lúc nhỏ khi đó hai anh em chơi đùa thì xem ai có thể tháo nút chết trên tay người kia dù cô thắt chặt thế nào lục khiêm cũng có thể dễ dàng thoát ra lục đồng thua nhiều lần quyết định thay đổi luật chơi để mọi người tự trói mình lục khiêm vừa nói cô độc đoán vừa cùng cô chơi đùa cuối cùng chàng trai cười trách trò chơi này chỉ có ngươi chơi thôi ai lại tự trói mình không cứu mạng được. Không ngờ lại trở thành sự thật. Khi trăng lên đến đỉnh núi, hiệu quả của tự tại oanh bắt đầu phát tác. Cơn ngứa đau ở cổ họng không thể diễn tả bằng lời. Hai tay cô bị trói chặt, không thể thoát khỏi sự trói buộc. Vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy căm hận, ngón tay cô lại cắm vào lòng bàn tay, cố dùng đau đớn để chống lại sự hành hạ của cổ họng. Cô đau đớn cuộn tròn trên đất, cổ tay bị dây thừng siết chặt thành màu tím đỏ hai mắt đỏ rực máu, trong lúc đau đớn nhất, chỉ mong có ai đó đưa cho cô một con dao, để không phải chịu đựng, thả chết còn hơn. Nhưng lý trí lại nói với cô không thể nghĩ như vậy, chỉ có sống sót mới có cơ hội xuống núi, cha mẹ anh chị còn đang chờ cô ở nhà, cô không thể, không thể chết ở đây. Vì vậy cô nghiến răng, nhớ lại những gì đã đọc trong sách ban ngày, đứt quãng đọc theo. Thản nhiên trước vinh nhục, gan không bị tổn thương điềm tĩnh đối diện, tâm không bị thiêu đốt, ăn uống có tiết chế, tì không bị tổn hại, điều hòa hơi thở, ít nói, phổi không bị thương. Vui vẻ, ít ham muốn, thận không bị cạn kiệt. Đêm xuân, tiếng đọc sách của cô gái, luôn là phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ có mọn nến cháy dở nghe thấy tiếng thút thít và tiếng khóc trong đó. Cho đến sáng hôm sau, bên ngoài nghe thấy tiếng chó sủa. Cô nằm trên đất, thấy cửa chính bị đầy mở ánh sáng mặt trời vàng rực từ khe cửa tràn vào làm cô phải nheo mắt lại nghệ nương cẩn thận bước đến bên cạnh cô thấy cô còn phản ứng khá ngạc nhiên kéo váy ngồi xổm xuống bên cạnh cô khen ngợi giỏi lắm người sống sót rồi lục đồng toàn thân đã kiệt sức chỉ thấy trong mắt nghệ nương một hình bóng xa lạ một người mắt đỏ rực mặt tái nhợt vẻ mặt dữ tợn nhìn không giống người sống nghệ nương nhìn tay cô bị trói vào đầu giường như hiểu ra chuyện gì lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô mỉm cười dịu dàng tiểu thập thất chúc mừng ngươi vượt qua được một cửa ải nữa dường như cổ họng vẫn còn cảm giác ngứa bên ngoài mưa thu rơi giả dít. lục đồng chờ mình nhắm mắt trong bóng tối bình tĩnh nghĩ thật tốt cô đã vượt qua được một cửa ải nữa ngày hôm sau trời tạnh mưa đỗ trường khanh và a thành vừa đến cửa hiệu thuốc đã gặp hồ viên ngoại đến lấy thuốc ông là sáng vẻ nho nhã mặt mũi bầm tím thảm hại hai mắt sưng phù môi còn bầm một vết xanh đỗ trường khanh kêu lên một tiếng vội kéo ông vào tiệm miệng niệm phật ai đã đánh ông thành ra thế này đối xử với người già như vậy thiên hạ còn có pháp luật hay không thật quá đáng việc hồ viên ngoại và quan sai nhà họ mô cãi nhau đánh nhau rồi bị bắt đi mọi người ở tây phố đều nghe nói lục đồng biết tình hình nhưng không ngờ ông ta lại bị thương nặng như vậy ông lão nhắc đến việc này không thấy buồn ngược lại rất tự hào vừa chờ lục đồng kê đơn bắt mạch vừa hư hư đừng chỉ nhìn lão phu bị đánh bọn chúng cũng không được lợi tiếc là trường khanh không có ở đó không thấy được dáng vẻ hùng dũng của ta lúc ấy Đỗ Trường Khanh khẽ nhếch mép, thuận miệng nói, phải phải, nhưng ta nghe Tống Thẩm nói, ông không phải bị quan sai bắt đi sao? Khi nào được thả ra? Hôm đó những người tham gia đánh nhau đều bị quan sai bắt đi, vì chuyện này làm mọi người phẫn nộ, sau đó bài Sơn miêu và Giản Tùng của Ngô Tú Tài mới được truyền khắp kinh đô. Hồ viên ngoại lắc đầu, đắc ý nói, quan sai bắt người không đúng, tự thân khó bảo, chắc lần này gặp chuyện rồi đâu còn lo được chúng ta chiều hôm qua đã thả hết rồi lục đồng đang cúi đầu viết đơn thuốc nghe vậy ánh mắt hơi động thật sao chính xác hóa ra sau khi vụ án cống viện xảy ra bộ lễ bị điều tra kéo theo cả viện thẩm vấn phạm chính liêm bị bắt đi ban đầu nhà họ phạm còn cố che giấu hy vọng dập tắt sự việc ai ngờ chuyện ngày càng nghiêm trọng vụ án liên quan đến triều đình hoàng thượng nổi giận lôi đình không ai dám nói giúp người liên quan đầu của phạm chính liêm khó giữ viện thẩm vấn bản thân còn đầy tội lỗi đâu còn tâm trí giam giữ học sinh sợ rằng họ phẫn nộ lại đi chặn xe quan viên nên thả sớm lục đồng hỏi thi thể của mô hữu tài đâu đỗ trường khanh liếc nhìn lục đồng lục đồng cúi đầu viết đơn thuốc không chú ý thấy ánh mắt của anh hồ viên ngoại nói đã hỏi hiện đang giữ ở thẩm viện ngày mai sẽ được mang đi. Lão phu cùng một số người bạn quyết định lo liệu hậu sự cho anh ta. Chôn cất cùng mẹ anh ta. Nói xong, ông thở dài buồn bã, nếu Hữu Tài còn sống. Ôi, nhưng người chết đã rồi, nay các quan viên gây rối thi cử đã bị bắt, Ngô Hữu Tài có thể yên nghỉ nơi chín suối. Nói chuyện một lúc lâu, Hồ Viên ngoại mang theo sự quan tâm của Đỗ Trường Khanh và một giỏ thuốc cao rời đi. Khi ông đi rồi, Đỗ Trường Khanh tranh thủ lúc A Thành không để ý, ghé sát Lục Đồng, hỏi nhỏ, chuyện của mô tú tài, coi như xong rồi chứ. Vụ án ngô hiểu tài tự tử trong cống viện, đến nay, quan viên liên quan bị bắt giam, sự thật ngô hiểu tài đường cùng tự tử đã được xác định. Vậy thì thuốc độc từ đâu mà có, ai bán, cũng không còn quan trọng. Lục Đồng gật đầu, Đỗ Trường Khanh thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, rồi quay lại nhắc nhở cô lần này coi như xong, lần sau đừng giúp đỡ lung tung, việc gì cũng nhúng tay. Kinh đô nước sâu, bất cần sẽ gây rắc rối lớn. Đang nói, Hạ Dung Dung và Hương Thảo từ bên ngoài vào, Đỗ Trường Khanh ngạc nhiên, ta tưởng các ngươi ở trong viện, sáng sớm đi đâu. Hương Thảo cười nói, tiểu thư muốn đi dạo, nên dạo quanh một vòng. Đỗ Trường Khanh định nói gì, Hạ Dung Dung đã xoay người, đưa tay lên chán, biểu ca, ta hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ trước đỗ trường khanh ngẩn ra nói ồ được hai người họ vén rèm vào trong đỗ trường khanh nhíu mày nhìn lục đồng nghi ngờ nói này giờ cô ấy nói chuyện cũng không thèm nhìn ngươi hai người cãi nhau lâu vậy vẫn chưa làm hòa rốt cuộc vì sao mấy ngày nay hạ rung rung thấy lục đồng như tránh rắn rết hôm nay thậm chí không chào hỏi thật kỳ lạ lục đồng cúi mắt nhớ lại chiếc vòng ngọc bằng ngọc dương chi thoáng hiện ra dưới tay áo của Hạ Dung Dung, vòng ngọc sáng bóng, tinh xảo, nhìn qua đã biết rất đáng giá. Cô mím môi, nói, không biết. Cùng lúc đó, vào trong phòng, Hạ Dung Dung đóng cửa, bước nhanh đến giường, mặt trắng bệch. Tiểu thư, vừa rồi ngài quá căng thẳng, cẩn thận kẻo bị lục đại phu phát hiện. Hạ Dung Dung run rẩy toàn thân, không được, bây giờ ta chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta là sợ. Chuyện đêm qua ngươi không phải biết rồi sao? Cô nắm chặt tay nha hoàn, "Cô ta, cô ta giết người Đêm qua mưa lớn, Hạ Dung Dung ngủ giữa chừng tỉnh giấc, nghe thấy trong sân có động tĩnh. Cô sợ có trộm, dù có quan sai tuần tra, nhưng hiệu thuốc không có vệ sĩ, đều là nữ tử trẻ tuổi, rất nguy hiểm. Hương Thảo bị cô đánh thức, còn mơ màng, Hạ Dung Dung đã dậy, gión rén ra ngoài, bất ngờ thấy trong phòng lục đồng vẫn sáng đèn. Đã khuya, trong phòng còn có tiếng nói nhỏ, không biết đang bàn gì. Theo bản năng, Hạ Dung Dung im lặng, nín thở, gión rén bước đến cửa sổ, lén nhìn vào qua khe cửa. Ánh đèn chập chờn, cô gái đứng trước bàn, tóc dài hơi ướt mưa. Cô đang cởi áo, chiếc áo choàng trắng loang lổ máu như xương. Hạ Dung Dung nín thở. Không biết tại sao, ngay lúc đó cô trực giác rằng Lục Đồng đã giết người. Có lẽ, không phải lần đầu tiên. Nhớ lại cảnh đêm qua, Hạ Dung Dung chỉ cảm thấy lạnh tóc gáy, run giọng nói, Hương Thảo, ta, ta sợ, đừng sợ, tiểu thư, nhà hoàn bình tĩnh hơn nhiều, nắm tay cô nói, đừng quên hôm nay chúng ta gặp bạch trưởng quỹ, ông ấy giận dò ngài điều gì. Hạ Dung Dung dừng lại, nhìn Hương Thảo, Hương Thảo gật đầu với cô. Cô nuốt nước bọt, khẽ nói, theo dõi lục đồng, chờ tin của ông ấy chương 80, điện xoái bắt hung. Ngày này trôi qua thật khó chịu. Có lẽ vì trong lòng có chuyện, cả ngày Hạ Dung Dung không yên tâm. Đỗ Trường Khanh đã đến thăm cô mấy lần, Hạ Dung Dung chỉ nói rằng mình mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Đến tối, Đỗ Trường Khanh và A Thành về nhà, trong tiệm chỉ còn lại cô và chủ tớ Lục Đồng. Hương Thảo thắp đèn, khóa cửa phòng, quay đầu lại thấy Hạ Dung Dung co do trên giường tay nắm chặt một chiếc kéo bạc. Tiểu thư, ngài không cần căng thẳng như vậy. Cô ta ở ngay phòng bên cạnh, hạ dung dung hạ giọng. Hôm nay chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta thôi cũng đủ làm ta giận người. Hương Thảo, lỡ như cô ta nghi ngờ chúng ta biết việc cô ta làm, liệu có giết người diệt khẩu không? Hương Thảo bất lực. Tiểu thư của mình cái gì cũng tốt, chỉ là quá nhát gan, có chút chuyện nhỏ cũng tự dọa mình cô ấy định đổi chủ đề để Hạ Dung Dung phân tâm, liền chỉ vào chiếc vòng ngọc trên tay Hạ Dung Dung mà cười. Tiểu thư không cần lo lắng, Bạch trưởng quỹ đã nói sẽ không sao đâu. Ngài xem, Bạch phu nhân tặng ngài chiếc vòng ngọc này, màu sắc trong suốt, ít nhất cũng phải trăm lạng bạc. Suốt tay rộng rãi như vậy, chứng tỏ họ rất muốn giao dịch, chắc chắn không bỏ mặc ngài đâu. Nghe vậy, Hạ Dung Dung cằn nhằn, đừng nhắc nữa, biết thế hôm nay ta đã dọn khỏi hiệu thuốc, không nên đi tìm bạch thủ nghĩa, cũng không nên đồng ý theo dõi lục đồng. Mặc dù nói vậy, ngón tay cô vẫn vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay, chất liệu ngọc mát lạnh, mềm mịn, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khiến cô không muốn rời mắt. Quyết định hợp tác với bạch thủ nghĩa để đuổi lục đồng đi đã được đưa ra từ lâu. Nói đến việc này, cũng liên quan đến lục đồng. Trước đó, một đêm, hạ dung dung đi vào bếp tìm nước uống vô tình thấy lục đồng đang nhìn chằm chằm vào một con thỏ chết mặc dù khi đó lục đồng nói con thỏ ăn nhầm cỏ độc nhưng hạ dung dung luôn cảm thấy con thỏ đó là do lục đồng cố ý đầu độc nghĩ đến việc đỗ trường khanh tin tưởng lục đồng không chắc sẽ tin lời cô em họ của mình hạ dung dung nghe lời hương thảo viết thư báo cho trưởng quỹ của hành linh đường là bạch thủ nghĩa không ngờ Bạch Thủ Nghĩa lại nhờ Văn Hữu truyền tin cho cô. Văn Hữu nói, chuyện này Bạch Thủ Nghĩa đã biết, nhưng việc đầu độc một con thỏ không phải tội lớn. Tuy nhiên, ông ta hoàn toàn có thể hiểu được sự kinh hoàng và sợ hãi của Hạ Dung Dung lúc đó. Bạch Thủ Nghĩa dặn Hạ Dung Dung tạm thời không nói việc này với Đỗ Trưởng Khanh để tránh đánh rán động cỏ. Thay vào đó, quan sát vài ngày nữa, nếu phát hiện hành vi khả nghi khác của Lục Đồng, có thể đến nhà Bạch nhắn tin ông rất sẵn lòng giúp đỡ văn hữu nói xong đưa cho hạ dung dung một tờ ngân phiếu nhờ tờ ngân phiếu trăm lạng đó đêm qua khi nhìn thấy lục đồng đầy máu hạ dung dung đã ngay lập tức tìm người đi hành linh đường báo tin hạ dung dung vốn định kể việc này cho bạch thủ nghĩa rồi dọn ra khỏi hiệu thuốc tránh đi vài ngày không ngờ lần này bạch thủ nghĩa lại tự mình tìm đến cô bạch thủ nghĩa đứng trước mặt cô khuôn mặt hiền từ một tay sửa lại thắt lưng màu sắc sặc sỡ, giọng điệu hiếm khi nghiêm trọng, hạ tiểu thư, ngươi nghi ngờ lục đại phu giết người, có bằng chứng không? Bộ y phục đầy máu, cùng việc cô ta ra ngoài giữa đêm, đó không phải là bằng chứng sao? Có thể, nhưng chưa đủ. Chưa đủ. Bạch thủ nghĩa trầm ngâm, hạ tiểu thư, bạch mỗ mộ có một thỉnh cầu không hợp lý, mong ngài giúp đỡ. Cô lắp bắp, gì vậy? bạch thù nghĩa muốn cô ở lại hiệu thuốc nếu lục đồng thực sự giết người chắc chắn sẽ để lại manh mối đỗ trường khanh mỗi tối về nhà chỉ có hạ tiểu thư là có thể luôn để mắt đến cô ta hạ tiểu thư có thể ở lại hiệu thuốc nếu phát hiện điều gì bất thường lập tức báo cho bạch mỗ khi đó nhân chứng vật chứng đều có mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều hạ dung dung theo bản năng muốn từ chối ta không thể Bạch Thủ Nghĩa kéo tay cô, làm Hạ Dung Dung giật mình, ngay sau đó, ông ta đeo một chiếc vòng ngọc dương chi vào tay cô. "Hạ tiểu thư," ông thở dài một tiếng, "đây không chỉ vì lợi ích của Bạch Mỗ, mà còn vì thiếu gia họ Đỗ. Ngài không thể nhắm mắt nhìn thiếu gia họ Đỗ che giấu một kẻ giết người bên cạnh chứ?" Ánh mắt Hạ Dung Dung dừng lại trên chiếc vòng ngọc đẹp đẽ, lời từ chối không thể thốt ra. Trong phòng đèn dầu lay động, cảm giác lạnh buốt của chiếc vòng ngọc kéo cô gái trở lại thực tài hạ dung dung xoa chán nghĩ lại cô không phải vì y đức của hiệu thuốc họ đỗ cũng không vì những lời hoa mỹ của bạch thủ nghĩa mà chính là vì chiếc vòng ngọc đẹp đẽ đắt tiền này mới bị mê hoặc hương thảo đặt đèn trên bàn tiểu thư nghỉ ngơi đi sắp đến giờ hợi rồi không phải cần để ý phòng bên cạnh sao hương thảo cười khúc khích nhưng tiểu thư cũng không thể không ngủ chứ hơn nữa, dù Lục đại phu có làm gì, cũng không thể đêm nào cũng ra ngoài. Ngài nghỉ đi, ta ở đây canh chừng, nếu có động tĩnh, ta sẽ gọi ngài. Giọng cô ấy nhẹ nhàng, có lẽ vì không chứng kiến tận mắt việc Lục Đồng đầu độc thỏ hay việc cô ấy cởi áo đẫm máu đêm qua, nên không có chút sợ hãi, luôn cảm thấy Hạ Dung Dung đã phóng đại. Thấy cô ấy bình thản, Hạ Dung Dung cũng yên tâm hơn, cởi giày lên giường nằm giờ cô đã đồng ý với bạch thủ nghĩa không thể hối hận giữa chừng chỉ là nghĩ đến việc phòng bên cạnh có thể là kẻ giết người khiến cô dùng mình cô muốn nói việc này với đỗ trường khanh nhưng lại sợ đỗ trường khanh không tin mình nhưng nếu không nói lại lo lắng một ngày nào đó đỗ trường khanh cũng sẽ trở thành nạn nhân dưới dao của lục đồng dù sao đỗ trường khanh cũng là biểu ca của cô đối xử với cô rất tốt cứ suy nghĩ như vậy cơn buồn ngủ ập đến, không biết từ lúc nào, Hạ Dung Dung dần thiếp đi. Không biết bao lâu sau, trong sân có tiếng bịch vang lên, Hạ Dung Dung giật mình, lập tức mở mắt. Trong phòng tối đen, đèn đã tắt, chỉ có ánh trăng qua khe cửa dọi vào, tạo thành ánh sáng yếu ớt. Cô ngồi dậy, khẽ gọi, hương thảo. Nô tỳ đây, tỷ nữ mỏ mẫm lại gần, nắm tay cô trên giường. Người có nghe thấy tiếng gì không? Nghe thấy rồi, tiểu thư, ngài đừng ra tiếng, để nô tỳ đi xem." Nói xong, Hương Thảo một mình mò mẫm đi về phía cửa sổ. Hương Thảo vốn dũng cảm, Hạ Dung Dung không lo lắng, chỉ nhìn theo cô bước từng bước tới cửa sổ. Hương Thảo không dám thắp đèn, sợ bị phát hiện, ngay cả thở cũng nén lại. Cô áp mặt vào cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khe cửa, chỉ để lại bóng lưng cho Hạ Dung Dung. Trong sân có tiếng động nhẹ tiếng này rất khẽ, nhưng trong đêm tĩnh mịch, nghe như tiếng trống dài, đầy sự kỳ dị. Chờ mãi không thấy hương thảo đáp lại, hạ dung dung lo lắng, không dám lên tiếng, nghĩ một lúc, quyết định bước xuống giường, mò mẫm bước đến cửa sổ như hương thảo. Khi đến gần, cô mới thấy rõ, mắt hương thảo áp chặt vào khe cửa, vẻ mặt thường ngày thản nhiên giờ lại đầy kinh ngạc, mồ hôi lớn nhỏ từ chán cô chảy xuống, khiến cô trông như một bức tượng đang tan chảy tìm Hạ Dung Dung đập thình thịch, cắn răng, nín thở, cũng ghé mắt vào khe cửa để xem Hương Thảo nhìn thấy gì. và rồi cô thấy mặt trăng bị mây che khuất, chỉ để lại một lớp bóng sáng. dưới cây mai sần sùi trước cửa sổ phòng bên cạnh có người đang cúi xuống đào đất. Hạ Dung Dung ngẩn ra, đây thật sự là một cảnh tượng kỳ dị. trong đêm khuya thế này, tại sao lại đào cây? dưới cây có gì? cô lại cúi người cố gắng nhìn rõ hành động của người dưới cây chỉ thấy cạnh cây mai đã bị đào thành một cái hố vuông sâu hố cũng đen kịt hai người phụ nữ mặt mũi mờ mờ cầm sẻng bình thản từng chốt một đào cái hố sâu hơn hạ dung dung mơ hồ thấy bên cạnh hai người đó dường như còn có một vật mờ mờ họ đang chôn cái gì sao tiếng sẻng đào đất trong đêm nghe u ám và rợn người hạ dung dung đang nghi ngờ bỗng bên ngoài nổi gió gió thổi nghiêng cành cây, thổi mây tản ra. Trong chốc lát, ánh trăng chiêu sáng, rõ ràng cảnh đêm, cũng rõ ràng bóng tối trước hố sâu trong sân. Một chiếc bao dài nửa người. Bao nằm yên tĩnh dưới cây mai, bên trong phồng lên không rõ chứa gì, nhưng ánh trăng quá sáng, chiêu rõ những vết máu thấm trên bao. Hạ rung rung con ngươi co lại, lùi lại một bước, mồ hôi lạnh ướt chán. Cô run rẩy môi, không tiếng gọi, hương thảo. Hương thảo quay đầu, ánh mắt hoàng sợ chạm vào mắt cô. Chiếc bao máu nhăn nheo, nhưng lại mơ hồ tạo thành hình dáng người. Đúng như hình người. Tiếng đập kỳ dị trong sân dừng lại. Có người đứng trước hố sâu, đá vào chiếc bao máu, bao ẩm một tiếng rơi xuống hố sâu. Người phụ nữ chậm rãi cầm sẻng, từng sẻng từng sẻng lấp đất vào hố. Xa xa như có tiếng đồ vật rơi, nhanh chóng lại im lặng. Bên cạnh có người khẽ hỏi, cô nương, vừa rồi có tiếng động phải không? Người phụ nữ ngẩng lên, nhìn vào sâu trong sân tối tăm. Trước cửa sổ nhà nhỏ, cửa sổ cửa chính đóng chặt, không có ánh sáng, chỉ có gió lạnh thổi qua. Cô tu lại ánh mắt, nói không có gì. Mùa thu ở thịnh kinh luôn rực rỡ. Trong cống viện chết một học sinh, quan chức bộ lễ bị điều tra, phó chỉ huy điện soái là kẻ tham lam vô sỉ. Những chuyện này chỉ là đề tài bàn tán trong miệng dân thường, trở thành chuyện trà dư tửu hậu, nhưng không làm chậm trễ công việc thường ngày, càng không làm giảm sự nhiệt tình đón Tết Trung Thu của dân chúng. Còn ba ngày nữa là Trung Thu. Ở Tây Phố, quán rượu vừa có rượu mới, khách đến mua rượu nườm nượp. Sáng sớm, Đỗ Trường Khanh đã đi chợ cá chọn cua càng. Cua phải chọn con to, Mai phải đen xanh bóng, thịt cua mới dày, và vào tháng 8 9, cua cay ngon hơn cua đực. Đỗ Trường Khanh thờ ơ với nhiều thứ, nhưng lại rất chăm chú trong việc ăn uống vui chơi. Lục Đồng cũng bị gọi dậy, cùng Ngân Tranh và A Thành chuẩn bị bánh trung thu. Lúc này, nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị tiệc trung thu, người đến tiệm thuốc khám bệnh mua thuốc rất ít. Tay nghề nấu nướng của Lục Đồng thực sự bình thường việc trộn nhân bánh giao cho ngân tranh và chủ tớ hạ dung dung biết lục đồng thích ngọt ngân tranh thêm nhiều mật ong vào nhân bánh chiều đỗ trường khanh mua cua về mấy người trong tiệm vẫn đang làm bánh trung thu anh đặt hai giỏ cua sang một bên đi vào trong thấy lục đồng đang nhồi một chiếc bánh trung thu vào khuôn động tác thô bảo hành động vụng về khó mà không nhìn thêm vài lần anh đứng sau lưng lục đồng chậm rãi nói lục đại phu Ngươi đang nạn bùn à? Lục đồng không đáp, nhấn khuôn bánh vào cục bột tròn chính. Khuôn là do A Thành và Ngân Tranh cùng chọn, trên đó có hình vẽ cung trăng thỏ ngọc, mang ý nghĩa gia đình đoàn tụ. Lục đồng nhấn xong, bóc bỏ phần bột thừa, hình vẽ hoàn chỉnh in trên bánh trung thu. Đỗ trường khanh nhìn mà ngập ngừng, cuối cùng liếc nhìn hạ Dung Dung bên kia, thở dài, thật tội cho biểu muội của ta hạ dung dung hôm nay không tránh lục đồng nữa chỉ là sắc mặt không tốt không biết có phải do thay đổi thời tiết cả người trông không yên lòng đỗ trường khanh nghi ngờ cô không khỏe hỏi thêm vài câu hạ dung dung đứng dậy cầm bánh trung thu sống lên cúi đầu nói ta đi vào bếp nướng bánh rồi gọi hương thảo cùng đi vén rèm vào trong đỗ trường khanh nhìn theo bóng lưng cô xoa cằm sao dạo này trông cô ấy lạ lùng anh hỏi lục đồng và mọi người các ngươi có cảm giác này không mọi người lắc đầu anh tự nhủ chẳng lẽ ta nghĩ nhiều rồi lại vỗ đầu thôi làm việc chính anh nhặt một cây giỏ rỗng một mặt lấy ít cam quýt hạt rẻ trong đĩa trái cây lại bỏ vào vài con cua đã bị buộc chân cuối cùng thêm một bình rượu hoa quý nhỏ giỏ rỗng liền trở nên nặng trĩu đỗ trường khanh cắt một miếng vải đỏ từ lá cờ trước cửa tiệm buộc vào tay cầm của giỏ thắt một cái nơ đẹp, giỏ liền thêm vài phần màu sắc. Anh đặt giỏ lên bàn, gọi A Thành, đi, theo ta đến nhà ông lão hồ, sắp đến trung thu rồi, lễ tết chưa mang đến. Sau khi ông lão họ Đỗ mất, mỗi năm trung thu, Đỗ Trường Khanh đều mang lễ rẻ đến cho hồ viên ngoại, để cảm ơn sự chăm sóc việc kinh doanh của ông ta. Năm nay tiệm thuốc kiếm được tiền, lễ tết phong phú hơn nhiều so với năm trước, không có cua lớn như vậy cho ông ta. A à, Thành gãi đầu, đông ra, hồ viên ngoại tối nay không ở nhà. Hử, tại sao, ông ta tuổi này rồi còn dám không về nhà? Hôm qua ông ta không nói sao, thi thể của ngô đại ca đưa về rồi. Ông ta và người trong thi xã đang ở nhà ngô, giúp lo liệu tang lễ. Thi thể của ngô Hữu tài Hiệt ở đâu? Chiều tối đưa về nhà ngô rồi. Trong phòng điện soái cũng có người đang bàn về vụ án này. Đã vào thu, trong sân cây hoa quế nở bóng cây lay động in lên rèm trúc sắc thu cũng nhuốm thêm chút hương lạnh trước cửa sổ chạm khắc có người đang ngồi nửa cửa trăng sáng dọi xuống làm đôi mắt tinh xảo của người trẻ tuổi thêm phần lạnh lùng ý cười trong mắt anh không chân thật như thường lệ không nói lời nào nhìn chăm chú vào văn kiện trên tay ánh mắt có phần phức tạp đối diện anh phó chỉ huy điện soái tiêu trục phong trầm giọng nói Hình mục tư đã sắp xếp thỏa đáng, lần này Hoàng thượng điều tra kỷ lưỡng triều đình, bộ lễ bị liên lụy, người của chúng ta thế chỗ, người còn nghi ngờ gì nữa? Vụ án cống viện này tiến triển thuận lợi hơn dự kiến của mọi người. Bề ngoài là gian lận thi cử, thực chất Hoàng đế mượn cớ này để điều tra việc hối lộ, bán quan chức trong chiều nhiều năm gần đây. Và các thế lực tham gia, thượng thư bộ lễ thuộc phe Thái tử, hiện Thái tử và Tam Hoàng tử đang tranh đấu tam hoàng tử làm sao bỏ qua cơ hội này. Liên quan đến tất cả những người tham gia, không ai dám nương tay. Đối với họ, đây là chuyện ngư ông đắc lợi, nhưng Bùi Vân Ảnh lại không chốt nhẹ nhõm. Bùi Vân Ảnh đặt văn kiện xuống, nhìn ngọn nến trên bàn, cười nhạt, ngươi không thấy trùng hợp sao? Trùng hợp ở đâu? Trong cống viện có học sinh tự tử, gây chuyện, truyền ra ngoài, trong thời gian ngắn, không nói đến tư mật viện, Bình Mã Ti và Hình Ngục Tư ba cơ quan đều nhận được tin. Quan chức bộ lễ bị điều tra, quan sai hình ngục tư đến nhà người chết gây sự, kích động mâu thuẫn giữa học sinh và quan phủ, ngay sau đó học sinh chặn xe, ngự sử dâng tấu, hình ngục tư bị điều tra. Anh nhặt đèn trên bàn, nhìn ngọn lửa nhảy múa, ánh mắt thoáng qua một ý sâu xa. Chết một học sinh, dù sao cũng không thể gây ra tình trạng này mỗi bước đều như có người đứng sau thúc đẩy, nếu không ngay từ đầu việc có người chết ở cống viện, bộ lễ đã phải dập tắt. Tiêu trục phong nhíu mày, người nghi ngờ tam hoàng tử chỉ đạo sau lưng. Bùi vân ảnh lắc đầu, tam hoàng tử vốn tự cao, sẽ không đặt an nguy vào một người dân thường. Đúng lúc đó đoạn tiểu yến cầm áo thêu bước vào, nghe vậy liền nói chen, vậy còn phải cảm ơn phu nhân của thái phó ti khanh phải không? Nếu không phải bà ta nghĩ người bị đầu độc là con trai mình, kéo chủ khảo cãi nhau ở cửa cống viện, lại tức giận gọi em rể quan sai đến, khiến người trong cống viện không kịp che giấu, sao có thể có chuỗi sự kiện sau đó. Anh nói hời hợt, bùi vân ảnh lại ánh mắt lay động. Anh suy nghĩ một chút, liếc nhìn đoạn tiểu yến, hỏi, ngươi biết gì về tình hình của học sinh đã chết đó? Đoạn tiểu yến ngày thường thích nhớ mấy chuyện vặt này nhất, nghe vậy lập tức nói không ngừng người nói ngô tú tài hắn cũng thật đáng thương sống nương tựa mẹ ngày thường giết cá ở tây phố kiếm sống nghe nói vốn là hạt giống đỗ trạng nguyên anh nói đến sùi bọt mép bất ngờ bị bùi vân ảnh ngắt lời tây phố đúng vậy tây phố đoạn tiểu yến nói tây phố thì sao ngược lại tiêu trục phong bên cạnh thấy vậy như có điều ngộ ra nhìn bùi vân ảnh y quán của nữ đại phu đó ở Tây Phú. Đoạn tiểu yến ngần ra, chuyện này liên quan gì đến lục đại phu? Bùi vân ảnh không nói gì. Chỉ trong chốc lát, mớ bỏng bong không đầu mối dường như tìm được đầu sợi, mọi sự mơ hồ đều trở nên rõ ràng. Ngô Tú Tài chết là học sinh giết cá ở Tây Phú. Phu nhân Thái Phó Ti Khanh Đồng, người đã làm lớn chuyện vụ tự tử ở Cống Viện, từng mời lục đồng chữa bệnh phổi cho con trai quan sai hình ngục tư phạm chính liêm bị bắt, không lâu trước, lục đồng từng đến khám bệnh cho vợ hắn. Mỗi nút thắt đều có bóng dáng của lục đồng. Ngọn lửa trong đèn nhẹ lay, bóng người kéo dài, chàng trai trẻ nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười. Thì ra là thế, thì ra cô ta vòng một vòng lớn như vậy là vì điều này. Cái gì tiểu tiểu, cái gì trà thuốc, từng bước tiếp cận triệu phi yến, thậm chí từ sớm hơn, ở vạn ân tự cứu đồng lân có lẽ từ đầu người trong cuộc đã vô thức bước vào trò chơi của cô ta thật kiên nhẫn và cẩn trọng giọng của đoạn tiểu yến vang lên bên cạnh ngươi nghi ngờ vụ án ở cống viện liên quan đến lục đại phu không phải nghi ngờ bùi vân ảnh đặt đèn xuống cười lạnh chuyện này nhất định liên quan đến cô ta vừa dứt lời bên ngoài truyền đến giọng của vệ sĩ thanh phong chủ tử nói Thanh Phong ngập ngừng nói, vừa rồi Tiệm Quân Tuần nhận được tin, có người tố cáo y quán Nhân Tâm Đường ở Tây phố giết người chôn xác, bộ tuần tra đang dẫn người đi Tây phố bắt người. Lời này vừa ra, ba người trong phòng đều sững lại. Vừa nói vụ án ở Cống viện liên quan đến Lục Đồng, giờ nhận được tin tuần tra đi bắt người ở y quán. Đoạn Tiểu Yến há miệng, không lẽ thật sự là Lục đại phu làm? Bùi Vân Ảnh trầm ngâm một lúc, hỏi ai tố cáo? Trưởng quỹ hành linh đường Bạch Thủ Nghĩa. Bạch Thủ Nghĩa, anh hơi nhướng mày, lập tức hiểu ra. Tiêu Trục Phong nhìn anh, muốn ta đi một chuyến không? Chuyện chị An trong thành, thực ra giao cho tiệm quân tuần cũng được, nhưng liên quan đến y quán nhân tâm đường, lại có thể liên quan đến vụ án ở cống viện, không thể không để ý hơn. Bùi vân ảnh cười cười, đứng dậy lấy thanh đao trên bàn, thản nhiên, ta đi thôi. Trời dần tối, đã vào thu, qua chiều tối, đèn lồng dọc tây phố từng cái từng cái sáng lên. Tây phố không nhộn nhịp bằng phía Nam thành, đêm nay trăng trong, ánh trăng sáng tỏ, chiếu tường thành cổ cũng sáng lên một tầng trắng bạc. Đỗ Trường Khanh cùng A Thành đứng ở cửa y quán, đang định đóng cửa về nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ cuối phố. Tiếng vó ngựa dồn dập, trong đêm thu tĩnh lặng như tiếng trống dục, nghe làm người giật mình. Đỗ Trường Khanh theo bản năng quay đầu, thấy một đoàn quan sai áo đen từ xa lao đến, dừng ngựa trước cửa y quán. Người dẫn đầu đội tuần tra đội mũ, hung dữ, không để ý đến Đỗ Trường Khanh và A Thành đang đứng trước cửa, xuống ngựa tự đi đến cửa y quán, đẩy cửa. Ây Ây Ây, quan gia làm gì vậy? Đỗ Trường Khanh ngơ ngác vẫn không quên cười, đêm hôm cần mua thuốc, cứ gọi một tiếng, không cần đích thân. Quan sai đẩy anh ra, quát, tuần tra làm việc, người không liên quan tránh ra. Đỗ Trường Khanh ngẩn ngơ, làm việc. Lúc này, trong y quán đã thắp đèn, Lục Đồng cầm đèn cùng Ngân Tranh bước ra, như bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, đứng ở cửa, nhìn mọi người với vẻ nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Thấy ra là hai cô gái trẻ, quan sai có chút dịu đi, nhưng giọng vẫn lạnh lùng, có người tố cáo các ngươi ở y quán giết người chôn xác, tuần tra nhận lệnh bắt người. Hắn giơ tay, lính phía sau xông lên, bao vây mọi người. Đỗ Trường Khanh định thần, chắc chắn là nhầm lẫn, chúng tôi đây là y quán, sao có thể giết người chôn xác. Anh bị Lục Đồng mắt lời. Lục Đồng đứng ở cửa y quán, nhìn quan sai, bình tĩnh nói, nếu là nhận lệnh bắt người, nhân tâm đường tự nhiên phải phối hợp. Nhưng chúng tôi cũng là thương nhân hợp pháp, đại nhân muốn làm việc, có thể cho chúng tôi xem lệnh bắt người không? Quan sai thầm ứng phụng ngừng lại. Hắn nhận tin, lập tức dẫn người đến Tây Phú, đâu kịp lấy lệnh bắt người. Hiện triều đình sau vụ án cống viện chấn động, nếu hắn có thể xử lý vụ án đẹp lúc này, thăng quan là điều chắc chắn. Thường thì khi làm việc, dân thường không hỏi lệnh bắt người, ai ngờ cô gái này lại đề cập. Đang do dự, bỗng nghe thấy giọng nói từ phía sau, đây. Giọng nói đột một vang lên, mọi người quay lại nhìn mùi hương quế tràn ngập trăng sáng nghiêng trên mọn cây đêm dài xa xa có người cầm cương ngựa chàng trai trẻ cầm dây cương ngựa dừng trước cửa tây phố xuống ngựa đi về phía y quán lính tuần tra dần dần tản ra đèn lồng dưới mái hiên chiếu sáng áo choàng đỏ tươi của anh cũng chiếu sáng khuôn mặt đẹp đẽ của anh thẩm ứng phụng ngơ ngác rồi vui mừng bùi đại nhân lòng lục đồng chìm xuống lại là kẻ phiền phức không dứt này bùi vân ảnh bùi vân ảnh đứng trước mặt lục đồng lấy thẻ lệnh ở thắt lưng đưa ra trước mặt cô cười lục đại phu thuộc luật lương triều quả nhiên thuộc lòng im lặng ngắn ngủi lục đồng ngừng lên nhìn thanh niên trước mặt bùi điện soái phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn